vượt qua thế giới đấu la, mở đầu là bị Hạo Thiên bỉa rồi. Sau đó bị Thiên Đạo Lưu nhặt được đất từ trong đống xương cốt. Thiên Đạo Lưu vừa mất con trai nhìn thấy bạn mất cha mẹ, quyết định tính phí các bạn một điểm. 6 năm qua ngươi mang theo hận thù ký ức cuối cùng đã nghênh đón võ hồn thức tỉnh. Cuối cùng cũng thức tỉnh rồi. Năm đó Hạo Thiên Tông vì tránh né năm hồn kiếm giết hại ta đầy cửa. Thù này ta Diệp Phàm nhất định muốn các người trả lại. Tiểu Phàm, hôm nay là ngày ngươi thức tỉnh võ hồn. Ta đưa ngươi đi thức tỉnh võ hồn. Cha tốt. Đây là sự thức tỉnh đã thay đổi. Người của võ hồn thành chúng ta khi còn nhỏ đều là võ hồn thức tỉnh ở đây. Gặp gỡ đại công phu. Đừng lo lắng, bất kể người thức tỉnh ra võ hồn gì, con đều là con ngoan của mẹ. Được rồi, thưa cha. Không biết đại công phượng nghĩa là gì? Sẽ thức tỉnh ra cái gì võ hồn? Nếu có thể bị đại công phượng nhìn thấy, tài năng tự nhiên sẽ không tệ cũng nói không nhất định. Chỉ có lúc thức tỉnh võ hồn mới biết được. Cái quái gì thế này? Sao không có phản ứng? Để tôi làm. Đây chính là muốn rời võ hồn sao? Thiên thần màu đen có phải là năm chiếc nhẫn của sư tử rơi không? Chính mình không phải là thức tỉnh võ hồn sao? Lại đột nhiên đến nơi này? Bảy vị này làm thiên sứ chẳng lẽ chính là bảy cặp thiên sứ kia sao? Diệp Phàm nhớ trong thần thoại phương Tây ghi lại có bảy thiên sứ. Đó là sự kiêu ngạo, cướp mộ chơi, ghen tị lười biếng, ham muốn tình dục, làm thiên thần lừa dối công chúng. Mỗi người đều cho một người sức mạnh khác nhau trong lòng. Một võ hồn bảy hình thái, đây là võ hồn của ta sao? Hơi thở của thiên thần, nhưng đó là hơi thở của cái ác. Chẳng lẽ là biến dị võ hồn? Tiểu Phàm, cậu không sao chứ? Tôi không sao, chỉ là dường như đột nhiên có nhiều sức mạnh hơn. Đúng rồi, vẫn chưa kiểm tra hồn lực. 20, 20. Nhập học điện hạ đều là tiên thiên cấp 20. Hiện tại ban đen điện hạ phóng ra vũ hồn khủng bố như vậy chỉ sợ cũng là tiên thiên cấp 20. Không thể nào, làm sao có thể như vậy, lại vượt qua cấp độ tiên thiên 20. Nên mà hạ Diệp Phàm thức tỉnh ra biến dị thiên sứ võ hồn, thiên thần đột biến. Theo lý thuyết, Diệp Phàm kia là thiên hướng lưu nhặt về, không nên thức tỉnh thiên thần võ hồn mới là. Làm sao có thể thức tỉnh ra thiên sứ võ hồn biến dị? Thiên thần đó là một thiên thần đen tối và nó chứa đựng một luồng khí xấu xa vô tận. Ta nghĩ đây không phải là thiên sứ võ hồn, chỉ là thiên thần thôi. Còn hồn lực của hắn thì sao? Dường như vượt qua thế kỷ thứ hai. Làm sao có thế? Con trai cha thiên thượng liền đến trước, Lưu Đình Sĩ muốn hỗ trợ hắn thay thế ta. Mặt có muốn tôi không? Ngươi cho rằng dựa vào ngươi sẽ là đối thủ của thiên hướng lưu sao? Hơn nữa nếu hắn chết, bạn nghĩ ai là người mà thiên hướng lưu nghi ngờ? Là cấp dưới đột ngột thôi. Cho dù tài năng của hắn có cao đến đâu, bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ mà không thôi. Thể ảnh hưởng đến tình hình chung của chuyện này tôi. Sau này nói đi. Cấp dưới hiểu. Nếu đã thức tỉnh võ hồn, vậy thì tôi sẽ lãng phí anh ta. Cha ơi, linh hồn của con là thiên thần bóng tối. Nó có ảnh hưởng gì đến bạn không? Con trai, con có nghĩ rằng làm cha sẽ quan tâm đến điều này không? Sở hữu hắc ám võ hồn không nhất định là tà ác hồn sư. Thế giới này cường giả làm tôn, không có cái thiện và cái ác tuyệt đối. Cho dù ngươi có võ hồn gì cũng không thể quyết định cuộc sống tương lai của ngươi. Và người cha đã mất một đứa con trai. Vì vậy, bất kể bạn làm gì trong tương lai, tôi sẽ đứng về phía anh. Ta nghe nói hôm nay đệ đệ đã thức tỉnh võ hồn. Không biết thức tỉnh cái gì võ hồn. Cô muốn làm gì? Nghe nói hôm nay em trai đã thức tỉnh võ hồn. Là chị dâu, tôi tự nhiên muốn đến chúc mừng anh ấy. Đây là một khối vạn năm hồn cốt, tặng cho em trai như một món quà đi. Cảm ơn chị dâu, chỉ là tôi không nhận quà của bạn thôi. Cha, đi thôi. Tiểu Phàm, cậu làm tốt lắm.
Mặc dù anh ấy là chị dâu của bạn, nhưng anh phải cẩn thận. Tôi biết anh còn trẻ, nhưng sớm hơn các bạn cùng lứa tuổi, từ nhỏ anh đã giấu hận thù trong lòng. So với trả thù, tôi hy vọng bạn vui vẻ hơn. Năm đó làng chúng tôi bị Hạo Thiên Tông thổ lộ, cha mẹ ruột của ta cũng là chết ở trên tay của Hạo Thiên Tông. Cái thù này ta phải báo. Cha giúp con mạnh mẽ lên đi. Con nghĩ rồi, con đường này chắc sẽ rất khó khăn. Tôi nghĩ xong rồi, thù này ta nhất định phải tự tay báo. Được rồi, từ ngày mai tôi sẽ huấn luyện đặc biệt cho anh. Sau khi vua rời đi, Diệp Phàm bắt đầu kiểm tra võ hồn của mình. 15 vòng tổng cộng có 7 hình thái. Mỗi hình thái đều có khả năng khác nhau. Thứ nhất, sự kiêu ngạo. Thứ hai, và sự kiểm soát. Có thể thông qua đỏ mắt khống chế người khác tức giận. Thú vị nhất là cuồng bạo. Sẽ ngưng tụ mỡ máu. Các thuộc tính của áo giáp sẽ được tăng gấp đôi. Điều thú vị nhất của lòng tham là kho báu của sự chết. Bạn có thể nhận được rất nhiều thứ từ sự bảo vệ của nhà vua, tội ác cực đoan ban tặng điện thoại và khả năng sao chép, tội ác lười biếng ban tặng những giấc mơ để củng cố hình thức ham muốn của cơ thể ban tặng sự tương kiểm tự soát. Như đám cháy bên trong của Tiểu Ngũ và Helena, hình thức ăn quá độ cuối cùng mang lại cho họ khả năng tái tạo để nuốt chửng. Mặc dù chỉ có một võ hồn, nhưng vài loại tâm thái này tương đương với có 7 võ hồn. Với sức mạnh này, tương lai muốn tìm Hạo Thiên Tông báo thù hẳn là không khó. Cha, chúng ta sẽ đi đâu? Đối với một hồn sư, huấn luyện tốt nhất là chiến đấu. Hai nơi bao là tiên sinh cấp 20, thậm chí là tiên sinh cấp 30. Tôi sẽ đưa cô đến rừng sao? Bổ sung vòng linh hồn cho bạn. Nếu người muốn mạnh hơn, vậy thì những nguy hiểm trên con đường này đều do bạn tự giải quyết. Trừ khi có nguy hiểm chết người, nếu không tôi sẽ không ra tay. Được rồi, thưa cha. Vậy đi thôi. Cướp con thỏ nhỏ, giao những thứ có giá trị trên người đi. Nếu không, tin hay không, tôi đã làm cho bạn. Bây giờ cho các bạn hai lựa chọn, hoặc là cút hoặc là chết. Ha 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 ha. Đó là câu chuyện cười hay nhất mà tôi từng nghe trong năm nay. Thằng nhóc này thật sự không có tài năng gì đâu. Tại sao quan tâm nhiều như vậy? Nếu thằng nhóc này không biết, vậy thì giết hắn đi. Lấy đồ rồi nhanh chóng đổi chỗ để vui vẻ. Làm đi. Đây là cái gì? Võ hồn của đứa trẻ này thật kỳ lạ. Sáu cánh có phải là thiên thần sáu cánh trong truyền thuyết không? Thiên sư sáu cánh chính là võ hồn của ngàn gia tộc võ hồn điện. Đó là đại diện của ánh sáng và thiêng liêng. Làm sao có thể ác như vậy? Các huynh đệ mở võ hồn đi. Tôi không tin nhiều người trong chúng ta không thể đối phó với một đứa trẻ như vậy. Hình thức giận dữ. Võ hồn của tiểu tử này không phải là thiên sứ hắc ám sao? Cẩn thận! Đây là dạng bom sao? Trong trường hợp này, nó thực sự hữu ích, nhưng tiêu thụ sức sống tương đối lớn. Cuối cùng đã đến chưa? Ngôi sao đại dương Tiểu Phàm. Cậu làm tốt lắm. Cha. Theo tôi từ bây giờ, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm một hồn thú thích hợp. Phụ thân hấp thụ hồn hoàn có thể đột phá lý thuyết hồn thú tuổi tác sao? Số năm một người hấp thụ hồn nhận có liên quan đến chất lượng thể chất và sức mạnh tinh thần của một người. Thể chất và tinh thần càng mạnh, tuổi thọ hấp thụ hồn nhận cũng càng cao. Hắc ám huyết ma thú, hồn thú này rất hợp với ngươi. Chỉ tiếc con hồn thú này là ngàn năm tuổi. Ngàn năm là hắn. Kiêu ngạo. Chẳng lẽ đây là một năng lực trong tiểu hoàng võ hồn sao? Hình thức tham lam.
Tiểu Phàm, đây đều là năng lực của ngươi sao? Đúng vậy, võ hồn của ta cho ta năng lực rất nhiều. Bạn đã thấy tất cả những cái được hiển thị, còn có mấy năng lực tôi cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ. Tôi cũng đã thấy khi anh giết mấy tên cướp đó. Đó hẳn là một loại khả năng tăng cường, và cả hai khả năng mà anh đang thể hiện. Xem ra võ hồn này của ngươi không bình thường. Cha, con muốn hấp thụ chiếc nhẫn này. Tiểu Phàm, ngươi phải nghĩ kỹ, đệ nhất hồn hoàn ngàn năm chưa từng có ai làm như vậy. Võ hồn ta có một hình thái có năng lực tái sinh. Vì vậy, tôi muốn thách thức. Bạn đã tập thể dục từ khi còn nhỏ. Thể chất vốn khác với người thường, có khả năng tái tạo. Em cũng ở bên cạnh anh, có lẽ thật sự có thể thách thức một chút. Nếu thử thách thành công, bạn chắc chắn sẽ làm nên lịch sử. Tôi muốn thử. Hình thức ăn. Tiểu Phàm cảm thấy thế nào? Có gì không vui không? Tiểu Phàm, ngươi đã thức tỉnh linh hồn gì vậy? Cha, con nói cho cha biết. Đừng ngạc nhiên. Yên tâm đi, làm cha, tôi đã thấy một số thế giới rồi. Cha không ngạc nhiên đâu. Ba, con đã thức tỉnh 7 hồn tích. Cái gì thức tỉnh 7 hồn tích? Ha 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 ha. Con trai ta Diệp Phàm có đất cha thì không được. Nói người cuối cùng tên là Vương Đằng, có mộ cao 2 mét. Vương Đằng là ai? Không quan trọng. Tiểu Phàm, mặc dù bạn vượt qua cấp 20 trước, theo đạo lý mà nói, hẳn là đang đính kèm một cái hồn hoàn mới phải. Nhưng bạn nên biết rất rõ, vội vàng thì không đạt được. Về mặt lý thuyết, bạn có thể gắn thêm một chiếc nhẫn nữa, nhưng nếu như vậy sẽ khiến ngươi trực tiếp tiến vào cảnh giới đại hồn sư. Ngươi ở cảnh giới hồn sư thì sẽ không thể ngộ được gì. Vì vậy, quan điểm của tôi là ngay cả khi bạn có đủ linh hồn, ngươi cũng ở trong cảnh giới hồn sư một thời gian. Sau khi có thể củng cố nền tảng của bạn, hãy đính kèm chiếc nhẫn linh hồn thứ hai cha này. Tốt. Vậy thì chúng ta về đi. Nhìn kìa, hình như là Dương Tử. Chúng ta đi gặp anh ta. Ngươi chính là Diệp Phàm đó. Diệp Phàm, đứng lại cho tôi. Có gì không? Bạn là nguồn cung cấp lớn. Đứa trẻ mồ côi mà bong nhặt được. Cậu nói gì? Nghe nói ngươi từ chối hồn cốt của lão sư. Tôi đã từ chối. Vì vậy, tôi muốn xem bạn có khả năng gì để giáo viên đánh giá cao bạn như vậy. Nan, cậu ổn chứ? Cậu nhóc, cậu muốn chết sao? Mày dám đánh tao? Tại sao không dám? Cô có biết tôi là ai không? Cô có biết tôi là ai không? Tôi là Dương Tử, là em trai của sư phụ các người. Về mặt lý thuyết, tôi nên được coi là chú của bạn. Nhưng khi nào các bạn có chút tôn trọng với tôi? Tôi không biết hôm nay các người tìm tôi rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng nếu các người thật sự cho rằng các người có thể bắt nạt ta, vậy thì sai rồi. Ngươi Diệp Phàm, ngươi dám. Và gọi tên tôi. Lòng bàn tay này là bài học cho bạn. Cô muốn gì? Sao? Các anh muốn làm gì? Muốn làm cũng phải cân nhắc cân nặng của các người. Chẳng lẽ các người cho rằng Đại Cung Điện Võ Hồn, ngay cả tư cách xử lý mấy đệ tử Võ Hồn Điện vô danh tôn trưởng cũng không còn sao? Ông ấy nói rất hay. Chúng ta không thể ra tay với hắn. Anh ơi, em bị anh ta đánh rồi. Cứ như vậy quên đi. Hắn đánh năn ư? Tôi dạy hắn. Hai người đừng nóng này. Sau lưng hắn dù sao cũng có công phu lớn. Chúng tôi không thể. Đi thôi. Nhưng tôi nói đi. Chẳng lẽ ngay cả anh trai cũng không nghe lời sao? Chờ đã, còn gì nữa không? Họ âm thầm tôn trọng. Chẳng lẽ ngươi cũng là người hầu hạ sao? Chú ơi, chúng con tạm biệt. Hắn đánh vào mặt tôi. Chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy tính sao? Chúng tôi bắt cẩn rồi. Thằng nhóc đó có đầu óc rất trưởng thành. Anh ấy nói rất tốt. Nếu chúng ta ra tay trước, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta trong đại cộng không thể chịu đựng được. Nhưng chuyện này tự nhiên không thể cứ như vậy tính. Chúng ta phải tìm cơ hội để trả thù. Nhưng chưa phải bây giờ. Đó là khi nào? Võ hồn điện chúng ta mỗi năm đều tổ chức đánh giá linh hồn. Nhưng Diệp Phàm cũng trở thành một tên hồn sư. Nếu là hồn sư, đương nhiên là anh trai muốn tham gia kiểm tra. Ý anh là chỉ cần tham gia kiểm tra hồn sư, đến lúc đó chúng ta tại hồn sư kiểm tra thời điểm đối phó hắn tự nhiên nên hợp tình hợp lý. Ngay cả khi chúng ta làm hắn bị thương, giáo viên cũng có lý do để đảm bảo công lao lớn cho chúng tôi, cũng lấy chúng tôi không có cách nào. Diệp Phàm, ngươi chờ cho ta. Cái thù này ta nhất định sẽ để ngươi trả gấp đôi. Tiểu Phàm, anh đã về rồi. Chú Thanh An, sao anh lại ở đây?
đánh giá hồn sư sắp đến rồi. Đại cung phong hai ngày này có việc, hãy để chúng tôi đưa bạn tu luyện. Đúng vậy, tháng này do 6 người chúng tôi cung cấp cho bạn tiến hành huấn luyện đặc biệt. Cái này tốt hơn một cái đông. Lần này tạm thời thay đổi thời gian kiểm tra hồn sư là phải chọn chư thánh võ hồn điện hoặc thánh nữ trước khi ngươi trưởng thành. Và chư thánh hay thánh nữ này sẽ là giáo hoàng tiếp theo của võ hồn điện chúng ta. Một quyết định tạm thời. Rất tốt, phần lớn có nghĩa là để bạn làm thánh tử này. Tôi biết rồi, ta sẽ chiếm lấy bên ngoài thánh tử này. Chúng tôi của nhiên không nhìn nhầm bạn. Vì vậy, tối nay nghỉ ngơi tốt, sáng mai thức dậy huấn luyện đặc biệt. Một đám rác rưởi đi tìm rắc rối của người khác, còn bị người khác cho một cái súng ngựa uy. Đó là những gì tôi thường dạy các bạn. Lão sư, nhưng là Diệp Phàm lấy đại cung phụng đến ác chúng ta. Chúng tôi cũng vậy, nếu các bạn muốn đi tìm rắc rối của người khác, tại sao không tính đến các lễ vật lớn? Nhân danh giáo hoàng, lần này chúng ta liều lĩnh, lần sau thì không. Thôi đi, các bạn cũng biết, một tháng nữa, cuộc kiểm tra võ hồn điện của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Lần này kiểm tra võ hồn điện, ta quyết định chọn ra người thừa kế tiếp theo của giáo hoàng võ hồn điện chúng ta. Mày cũng biết tao luôn nuôi dạy mày như một cô gái còn sót lại. Lần này đừng làm tôi thất vọng. Yên tâm đi giáo viên, lần này tôi nhất định sẽ không làm bạn thất vọng nữa. Thời gian một tháng đã thay đổi. Hôm nay Diệp Phàm dưới sự huấn luyện của 6 vị ma quỷ cùng tặng. Tiểu Phàm, tháng này bạn thăng chức rất nhanh. Tất cả đều nhờ vào sự dạy dỗ của mấy người chú và người cha. Cuộc thi này được tổ chức để bầu chọn thánh tử. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành thánh tử của võ hồn điện. Cũng không phải là ép buộc. Mặc dù người con trai được cho là giáo hoàng tiếp theo, nhưng cũng chỉ là hư danh thôi. Tương lai vẫn chưa rõ. Con lớn rồi, nếu muốn ngôi giáo hoàng này, cho dù lấy danh nghĩa vô thắng tử làm cha giúp người muốn yêu là được rồi. Cha, cha không cần phải như vậy. Ngay cả khi tôi muốn trở thành giáo hoàng, tôi cũng sẽ tự cước. Tốt tốt tốt, chỉ cần bạn có trái tim này để trở nên tốt hơn. Bạn chỉ cần nhớ một điều, tôi và 6 người chú của anh đều đứng về phía anh. Cảm ơn cha. Được rồi, sắp có trận đấu rồi. Vẫn phải để bạn tăng cường sức mạnh một chút mới được. Ta sẽ đưa người đi săn linh thú. Cha, đây là đâu? Trong thời gian này, tôi đã giúp bạn tìm kiếm linh thú trong rừng núi Đốc Bích. Tôi đã nghiên cứu một chút. Có một loại hồn thú rất thích hợp với võ hồn của ngươi. Loại hồn thú này gọi là thất lạc bảy màu. Mặc dù không phải là hồn thú của thuộc tính bóng tối, mà thất lạc bảy màu này vừa vặn có 7 loại năng lực. Vì vậy, chiếc nhẫn linh hồn của anh ấy chắc chắn rất phù hợp với bạn. Hang động này là nơi ở của lạc đường bảy màu này. Chúng ta vào ngay bây giờ à? Chờ một chút, lúc này anh ta có thể phải ra ngoài kiếm thức ăn. Linh thú này gần như là một con nai sừng tấm bảy màu khoảng 5.000 năm tuổi. Bạn hấp thụ hẳn là không có vấn đề gì. Tôi sẽ bán hắn trước. Mày lại giết hắn. Cha không cần phải tự mình làm điều đó. Đây không phải là một bài tập sao? Hình thức tham lam. Lần này là súng cao su. Hình thức báo. Đầu tiên trộn vào một cái bạo huyết. Kết thúc rồi. Một chiếc nhẫn linh hồn ngàn năm nữa. Tiểu Phàm mau đi hy sinh hắn đi. Cha tốt. Hình thức thời gian. Chuyện gì vậy? Tiểu Phàm đừng hoảng sợ. Đây là hồn cốt ngoại phụ, xương hồn cha ngoại. Hồn cốt của ngoại phụ còn quý giá hơn cả hồn cốt. Đó mới là sự thật. Tiểu Phàm, bạn cảm thấy thế nào? Không sao đâu. Vậy thì tốt, anh sẽ không phải là con trai tôi. Xem ra vị trí sinh tử này người nhất định phải thắng. Chúng ta về trước đi. Xem giáo hoàng bên dưới. Ngày mai là cuộc thi kiểm tra sinh viên năm nhất. Các người cũng biết mục đích của ta. Ta không muốn Diệp Phàm trở thành thánh nữ võ hồn điện của ta.
Giáo viên yên tâm đi, tiểu tử đó mới thức tỉnh võ hồn được một tháng. Có thể mạnh đến mức nào, lần này ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Nana không đến lượt bạn. Tôi sẽ dạy hắn trước, cho anh ấy biết tôi giỏi thế nào. Được rồi, lúc đó sẽ có người sắp xếp cho bạn. Hai người sẽ không gặp nhau ở giải đấu, mà đối thủ của hắn cũng đều là đối thủ rất mạnh. Nếu như vậy, các người đều còn không bắt được hắn, vậy thì đừng trách tôi, không có gì. Chào mừng bạn đến với cuộc thi này. Tôi là chủ nhà của cuộc thi này. Tiếp theo, hãy đọc các quy tắc của cuộc thi. Luật rất đơn giản. Hệ thống loại bỏ một, giành chiến thắng, thua thoát. Không cần phải chịu trách nhiệm về chấn thương trong cuộc thi, chỉ là không thể giết nhau. Nếu 6 phạm bị loại. Các vị, cuộc thi kiểm tra định nghĩa võ hồn lần này được tổ chức để sàng lọc đế quốc của thế hệ trẻ. Tôi hy vọng thế hệ trẻ của các bạn có thể thể hiện sức mạnh, tiêm máu tươi cho võ hồn chúng ta. Bây giờ ta tuyên bố cuộc thi hồn sư này chính thức bắt đầu. Đó có phải là Đức Giáo Hoàng không? Uy nghi và sắc đẹp cùng tồn tại. Bên kia là 7 người cúng dường và hầu hết các con nuôi. Nghe nói nghĩa tử Đại Cung Phụng vừa mới thức tỉnh võ hồn sẽ tham gia cuộc thi lần này. Chắc chỉ là đi qua thôi. Hắn vừa mới tuyệt tình võ hồn, chỉ sợ ngay cả hồn sư cũng không phải. Bắt đầu cuộc thi, tất cả các cầu thủ đều háo hức muốn thử. Diệp Phàm đang chờ ở bàn chiến đấu hoặc tự mình xuất hiện. Trận tiếp theo Diệp Phàm đấu với Triệu Hùng. Mời thí sinh chuẩn bị. Con trai, con nhận thua đi. Chỉ cần ngươi nhận thua, em hứa sẽ không đánh anh. Bắt đầu đi. Trong trường hợp đó, vậy thì mở giao cho bạn trước. 28. Đại bằng cấp 28. Diệp Phàm này đánh như thế nào? Bạn biết đây, nó mới là một đứa trẻ 6 tuổi. Sức mạnh chênh lệch quá lớn. Tiểu tử, ngươi còn không thả võ hồn sao? Đối phó ngươi không cần võ hồn. Con trai, con quá kiêu ngạo. Làm sao có thế? Chúa ơi, đây có phải là ý nghĩa của lễ vật lớn quá không? Quá mạnh phải không? Ha ha ha, Tiêu Hoàn, chàng trai này còn đẹp trai hơn năm xưa. Thật sự tốt, ngay từ nhỏ đã có sức mạnh như vậy. Thành tựu sau này nhất định không dám. Xem ra vẫn là lời khen của hai anh em chúng ta. Được rồi, đây mới là lần đầu tiên, mọi người đừng quá kích động. Tiểu tử này không hổ là tiên thiên cấp 20 trở lên hoàng sư. Thật sự không tốt như vậy đâu. Có vẻ như cho bạn thêm một chút sức mạnh. Vai. Đem đối thủ của Diệp Phàm theo sắp xếp chuẩn bị sao? Trận đấu tiếp theo, Diệp Phàm đấu đêm khuya, mời vào. Cuộc đua bắt đầu. Võ hồn phụ thể. Đây là chi mông ma. Không ngờ lại là loại vũ hồn Tây Du này. Đây được gọi là một trong những võ hồn hệ mân hồng tốt nhất, cùng tên với linh hồn ma quỷ. Đừng nhìn hắn nhỏ bé như vậy, xem ra còn mạnh hơn cả Triệu Hùng kia. Đối phó với bữa tối, Diệp Phàm nên dùng võ hồn đi. Người mạnh. Cậu không giống một học sinh. Và anh trông giống một cái chết hơn. Nếu vì tôi trực tiếp dùng đến cái chết phải không? Dù bạn là ai, không thể ngăn cản tôi. Vậy thì thử đi. Thằng nhỏ đó chắc là một cái chết. Không ngờ đây là một trận đấu để giành chiến thắng như vậy. Dám dùng thế chết để đối phó với con cái chúng ta. Tôi sẽ đi tìm Nabi. Bà đâu muốn một lời giải thích. Đừng làm gì cả. Hầu hết chúng ta không quan tâm sao? Mặc dù Y Bà Đồng đã gửi đi cái chết, nhưng có chúng ta ở đây, hắn cũng không dám làm động tác quá lớn. Về phần những nhân vật nhỏ này chỉ là gửi đến cho Tiểu Phàm rèn luyện thôi. Các ngươi phải tin tưởng Tiểu Phàm. Dù sao hắn cũng là do chúng ta dạy dỗ. Không hổ thẹn là tiểu phàm của chúng ta. Trận đấu ngày đầu tiên thật dễ dàng. Cảm ơn chú Cường Ma đã khen ngợi. Trận đấu tiếp theo của tiểu phàm rất có thể cũng sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Không thể xem nhẹ. Yên tâm đi, tôi sẽ không mời bạn. BC Bidong không muốn con làm con trai. Chắc phải để lại nhiều tay sau. Mặc dù chúng ta có thể bắt đầu cuộc học cũ và làm theo, nhưng như vậy ảnh hưởng quá lớn đối với nền tảng của võ hồn điện chúng ta. Nếu là cưỡng ép bá thuật, chỉ sợ võ hồn điện nhất định sẽ nội loạn. Cha, con hiểu.
Nhưng hắn cũng chỉ dám làm một số động tác trong bóng tối. Có những thứ này chỉ là bước đệm của tôi, bắt nạt không thể ngăn cản tôi. Bạn có thể nghĩ vậy không? Sau vài ngày thi đấu, Diệp Phàm thuận lợi tiến vào 8 trận chung kết. Không ngờ tiểu tử kia lại giết đến 8 trận chung kết hai sớm đã thấy hắn không vui rồi. Cuối cùng cũng có thể dạy cho hắn một bài học tốt. Đừng đánh giá thấp, nhưng thiên quốc này có lẽ đã xem trận đấu của hắn. Sức mạnh của gã này không đơn giản. Ta là hồn tôn cấp 3-11. Ta không tin còn không phải đối thủ của hắn. Cuối cùng cũng gặp được cậu. Lần trước bạn kiêu ngạo như vậy. Lát nữa tôi sẽ đánh bại bạn. Cuộc sống không thể tự chăm sóc được. Thôi đi. Bắt đầu đi. Hôm nay ta sẽ dùng võ hồn của ta nghiền nát người hoàn toàn. Ngọc Nham Căng Trong. Quả nhiên có hai lần, thảo nào dám la hét với tôi. Có chút thú vị, trong trường hợp đó. Vậy thì nghiêm túc một chút đi. Đó chính là vũ hồn của Diệp Phàm Điện Hạ sao? Không phải nói vũ hồn của Diệp Phàm là thiên thần hắc ám sao? Chẳng lẽ là song sinh võ hồn? Xương hồn cha ngoại. Thằng nhóc này lại có hồn cốt ngoại phụ. Không ngờ Tiểu Hàn lại có cơ hội như vậy. Đây là võ hồn của ngươi sao? Kỹ năng nhỏ. Đá hoa cương thứ hai. Chết tiệt, bánh bao, tôi sẽ đánh bại bạn. Làm sao có thế? Yến là một trong những vùng đất vàng. Bị Diệp Phàm chính rơi xuống trong vài giây. Không thể tin được. Quá mạnh, phải biết Diệp Phàm chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi. Thật là thiên tài. Thiếu niên như vậy, chỉ sợ vị trí thánh tử không thuộc về hắn. Ngươi nếu dám làm tổn thương Yến, tôi nhất định sẽ muốn bạn trông đẹp. Ta thừa nhận thực lực của ngươi của thật rất mạnh. Chúng tôi đã đánh giá thấp bạn trước đây. Nếu bạn chiến đấu với tôi trong trận đấu tôi sẽ không ở lại. Vậy thì tôi sẽ chờ xem. Tiểu Phàm làm tốt lắm. Bất quá buổi chiều đối với chiếm chỗ ham muốn vẫn phải cẩn thận, tuyệt vời thực lực của hắn so với Diễm mạnh hơn. Yên tâm đi cha, hắn không qua được hai hiệp, không sợ. Ha ha ha. Không hổ thẹn là con trai ngược dòng của tôi. Thành công của anh đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi sẽ cho anh biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Tôi hy vọng một lát nữa bạn vẫn có thể duy trì sự kiêu ngạo này. Ngươi đúng là một con quái vật, nhưng hôm nay ta phải đánh bại ngươi. Bay. Diệp Phàm sinh. Đây là thực lực của Diệp Phàm sao? Hắn thậm chí ngay cả võ hồn cũng chỉ cần dùng một chiêu là có được dây dây. Anh ơi, anh không sao chứ? Yên tâm, anh ta vẫn chưa chết. Diệp Phàm, trái tim tàn nhẫn của bạn hạ tay nặng như vậy. Ngày mai là anh và tôi sẽ trả thù. Cô không nghĩ anh trai cô là đối thủ của tôi sao? Ngươi sẽ là đối thủ của ta. Một ngày nào đó ngươi sẽ quỳ trước mặt ta cầu xin ta tha thứ. Vậy tôi sẽ đợi. Tất cả đều là một nhóm cha mẹ bị thương nặng bởi một đứa trẻ 6 tuổi. Tránh cơn giận. Tôi đã cho anh cơ hội rồi. Nếu ngày mai ngươi còn không phải là đối thủ của Diệp Phàm, ông biết điều gì sẽ xảy ra. Là tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nguyệt Quản, ngươi nói hắn sẽ là đối thủ của Diệp Phàm sao? Tàng Nguyệt đều thua, chỉ sợ đêm đó Hồ Liên. Cô nói hay đấy, trận này khinh bỉ chỉ sợ hắn nhất định sẽ thua. Bệ hạ nói như vậy chỉ phán vị trí thánh tử kia sẽ bị Diệp Phàm kia đoạt đi. Ai nói thi chỉ có một vòng? Miễn phí, ý bạn là... Nếu là hồ ly thì có thể thắng. Vậy thì bài kiểm tra này chỉ có một vòng. Nếu hắn thua, tôi sẽ thêm một vòng kiểm tra nữa. Miễn trừ chỉ là một vị thánh tử. Làm như vậy có đắc tội với đền thờ không? Bạn nghĩ tôi vẫn chưa đắc tội với mục đích chung. Ngươi nói cho ta biết nếu như Diệp Phàm đoạt được vị trí thánh tử sẽ như thế nào? Thuộc hạ ngu ngốc. Cậu không ngốc, ngươi không dám nói. Giờ đây, lý do duy nhất tôi vẫn có thể đảm nhiệm chức phụ giáo hoàng là bởi vì Khiên Đạo Lưu không có con cái. Võ hồn điện cũng không có người thích hợp thay thế vị trí của ta.
Nếu như Diệp Phàm đạt được vị trí thánh tử, khi nó lớn lên, đến lúc đó chỉ sợ cung phụng biện sẽ triệu tập trưởng lão, trực tiếp phế cho chức giáo hoàng của tôi. Thông minh. Được rồi, anh xuống đi. Ta nhất định sẽ đánh bại người, báo thù cho hiệp ước Diễm Hà. Bắt đầu đi. Võ hồn phụ thể. Sao còn không có ý định dùng võ hồn? Trong trường hợp đó, tôi đang ở trận đấu cuối cùng. Để em thấy khoảng cách giữa anh và em. Diệp Phàm cuối cùng cũng muốn mở võ hồn sao? Làm sao có thể? Hai chiếc nhẫn linh hồn ngàn năm, có thể anh ấy chịu đựng như thế nào? Hồn tích thứ nhất bồ hóa lệnh. Cậu chỉ có thế thôi sao? Hình thức kiêu ngạo, dấu vết đầu tiên kiểm soát mắc. Holy, holy, holy. Tôi đang ở đâu? Ta đã nói ngươi không phải đối thủ của ta. Vâng. Đó là hồn tích của Diệp Phàm sao? Chỉ cần là phụ nữ, Nana sẽ quét sàn. Làm sao có thể có tài năng mạnh mẽ như vậy? Y tan, Diệp Phàm vô địch, Diệp Phàm thắng. Diệp Đàn đã đấu rồi. Tô Tấn, chúc mừng người đã thắng được kỳ thi đệ tử nòng cốt. Lần này chỉ sợ thánh tử chính là Diệp Phàm. Đúng vậy, Diệp Phàm đã giành được chức vô địch rồi, vậy vị trí thánh tử không chạy nữa. Diệp Phàm quá mạnh. Cô rất tốt. Tôi biết. Diệp Phàm một đường giết ra gánh nặng, giành chức vô địch của võ hồn điện hắc lần này. Ta tuyên bố thưởng cho Diệp Phàm một khối hồn cốt. Tiếp theo có thể vào vòng kiểm tra tiếp theo. Cái gì và kiểm tra? Không phải chỉ có một vòng kiểm tra sao? Đúng vậy, tại sao lại có bài kiểm tra? Tôi biết câu hỏi của bạn. Một hồn sư ngoài năng lực của bản thân, các khía cạnh khác cũng rất quan trọng. Cho nên tôi thiết lập tổng cộng hai loại kiểm tra. Trong đó chế độ kiểm tra đầu tiên là kiểm tra riêng biệt. Loại đánh giá thứ hai là đánh giá nhóm. Về phần thánh địa của võ hồn điện, bị chặn bởi kết quả của hai kỳ thi. Cái quái gì thế này? Kiểm tra võ hồn điện của chúng ta luôn là kẻ mạnh thắng. Tôi chưa bao giờ nghe nói họ cần đánh giá nhóm. Xem ra trong bút này không muốn Tiểu Phàm làm thánh chỉ võ hồn điện của ta. Tôi không đồng ý. Tôi cũng phản đối. Tất cả các bạn, ta biết Diệp Phàm là các ngươi từ nhỏ nhìn lớn lên. Các ngươi rất muốn hắn trở thành thánh tử của võ hồn điện. Nhưng tôi muốn hỏi các bạn, ai mới là giáo dục của võ hồn điện? Đừng quên, chúng tôi cung điện, nhưng có giáo hoàng sợ miễn trừ. Phải không? Nhưng ngay cả khi các người có quyền lực của giáo hoàng, bây giờ các người cũng chưa bắt nạt ta. Vì lợi ích của một thế hệ giáo hoàng mới, ta nhất định phải cẩn thận đoạt lấy Vũ Huyền Thiên. Vòng kiểm tra tiếp theo sẽ được tổ chức sau một tháng nữa. Tôi biết ý anh là gì. Ông không muốn tôi trở thành con trai. Ta muốn trở thành con trai. Dù anh có làm gì cũng không ngăn được tôi. Vậy thì tôi rất mong chờ màn trình diễn của bạn. Đánh giá này là cuộc thi đồng đội, tất cả các đội chiến đấu trong rừng sao. Đội nào có thể đứng cuối cùng sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Tất cả các bạn đều có máy trộn trên người. Máy trộn này sẽ hiển thị vị trí của bạn bất cứ lúc nào. Nếu là có nguy hiểm trực tiếp nhấn máy trộn tự nhiên sẽ có người đến cứu các người. Nhưng nếu bạn nhấn máy trộn, đã tuyên bố các người tự động nhận thua rồi. Mọi thứ sẵn sàng chưa? Rất tốt. Khu rừng đầy sao này rất nguy hiểm. Chúng ta nên đoàn kết, cùng nhau tiến lên. Xin lỗi mọi người, tôi không quan tâm các anh làm gì, nhưng tôi quyết định đi một mình. Trò chơi này là về số phận của bạn. Không ai có thể tin được. Ghé thăm nơi bạn giỏi nhất trong việc che giấu. Ngươi vào trong rừng, âm thầm bảo vệ Tiểu Phàm.
Mikana và Niềm Vui. Lần này họ có thể thắng không? 20 đội này hầu như đều là người của tôi. Họ vào rừng sao chỉ có một mục tiêu. Đó chính là truy sát. Còn nghĩ cậu ấy có thể tự mình đánh bại 20 đội không? Miên Hạ Anh Minh. Diệp Phàm kia rốt cuộc ở đâu? Chỉ cần đánh bại Diệp Phàm là có được một khối hồn cốt, trở thành nghệ sĩ của thế hệ vàng. Điều này có thật không? Đức giáo hoàng đích thân hứa. Cái này còn có thể có giả không? Nhiều người như vậy muốn đánh bại Diệp Phàm, đến lượt chúng ta không? Tôi nghĩ chúng ta nên tìm cơ hội để rời đi. Tôi cũng không muốn phần thưởng nữa. Diệp Phàm mạnh như vậy, có lẽ không ai trong chúng ta là đối thủ của hắn. Ông muốn giết tôi như vậy sao? Vì đây là một trò chơi số. Thay đổi vai trò đi. Tôi sẽ là người khác. Diệp Phàm. Sao lại nhanh như vậy? Đây mới là thực lực chân chính của Diệp Phàm sao? Diệp Phàm đâu? Chúng tôi không nhìn rõ. Ông ta nhấn cái máy trộn trên người chúng tôi và biến mất. Cái gì một đống rác rưởi? Diệp Phàm xuất hiện. Các ngươi còn không nhìn rõ bóng dáng của hắn. Hắn đi theo hướng đó. Đi thôi. Hóa ra chỉ cần nhấn kè si của đối phương. Không chỉ là các hồn sư cứu người bên ngoài có thể biết được bọn họ đang ở đâu chống hàng giả. Ngay cả những xác chết cũng biết. Thằng nhóc đó đâu rồi? Không biết. Dấu vết của anh ta đã biến mất ở đây. Chúng ta làm gì? Về đi. Có lẽ đứa trẻ đó đã nói dối chúng tôi. Nghe nói các anh đang tìm tôi. Diệp Phàm, ngươi dám đến tìm chúng ta sao? Nếu tôi dám xuất hiện ở đây, tự nhiên là để giết các ngươi. Vua đã giết hắn. Làm sao có thể? Làm sao ngươi có thể mạnh mẽ như vậy? Của bạn quá yếu. Nhiều người các ngươi như vậy cũng đừng trách ta không nói võ đức nữa. Tâm lý tham lam. Là đêm. Giáo hoàng. Làm thế nào để Neven? Những sự kiện chết chóc mà bạn gửi đi đều không tìm thấy bóng dáng của Diệp Phàm. Còn có hai đống người chết. Tất cả đều chết hết rồi. Hơn nữa trạng thái chết vô cùng thê thảm, có vẻ như bị giết. Thời Hán, tôi đã coi thường thằng nhóc này. Gặp gỡ Phương Đông. Không cần quan tâm, nói trực tiếp kết quả đi. Những tiểu đội kia cũng không tìm thấy bóng dáng của Diệp Phàm thiếu gia. Diệp Phàm thiếu gia lại diệt trừ hai đôi. Chuyện này Tiểu Phàm làm rất tốt. Thực lực của Tiểu Phàm hẳn là đủ để đối phó với bọn họ rồi. Mặc dù điều này còn đáng khinh bỉ hơn cả, nhưng thực lực của Tiểu Phàm nhà tôi không phải là cái nắp đầu. Tiểu Phàm trong thời gian này thực sự tiến bộ phi thường. Tiếp tục kiểm tra. Có tình huống gì báo cáo ngay lập tức là... Ra đi, tại sao phải trốn? Lần này trong đêm tôi xem bạn chạy đi đâu. Bạn nghĩ rằng với các bạn, con người có thể ngăn cản tôi không? Ha 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 ha. Ta thừa nhận thực lực của ngươi của thật rất mạnh, nhưng ngươi còn có thể dùng sức một người đối phó với nhiều người như vậy sao? Hôm nay bạn không thể trốn thoát. Trong trường hợp đó, vậy thì cùng đi nào, hình thức giận dữ. Tìm được tung tích của Diệp Phàm. Cái gì? Có thật không?
Thật sự bây giờ Dạ Đàm đang bị bắt vây hãm. Được rồi, chúng ta sẽ đuổi theo ngay bây giờ. Diệp Diệp Phàm, xin hãy tha cho tôi. Tôi hứa sẽ không làm phiền bạn nữa. Cô nghĩ cô còn cơ hội không? Tiêu thụ quá lớn, trước tiên tìm một chỗ để bổ sung sức mạnh đi. Chuyện gì thế này? Ai làm vậy? Chắc không phải do Diệp Phàm lắm chứ? Thật là tàn nhẫn. Gã này là quái vật. Có thể làm được điều này. Ra khỏi đây thôi. Đây là vaccine của vạn năm trở về thú. Sức mạnh mạnh mẽ. Nếu anh muốn chết, vậy thì giúp bạn. Hình thức giận dữ. Kết thúc rồi. Vừa vặn hấp thụ nó rồi phải không? Hơi thở của người lái xe cũ. Diệp Phàm kia hình như đang hấp thụ hồn hoàn. Làm sao có thể? Hắn đang hấp thụ vòng linh hồn vạn năm. Không phải nói Diệp Phàm chỉ có 6 tuổi sao? Chẳng lẽ hắn 6 tuổi liền muốn trở thành hồn tôn? Không thể để hắn hấp thụ thành công. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta để đánh bại hắn. Không tốt, giáo hoàng Miễn. Nói từ từ đi. Những người ngài phải đi săn Diệp Phàm đều bị giết hết rồi. Gì? Anh chắc chứ? Thật đấy. Các giới tuyệt đối không dám lừa dối bạn. Người Diệp Phàm đã chạy rồi. Tôi biết rồi, anh xuống trước đi. Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp chuyện này. Chúng ta vào rừng xem sao. Bên kia 6 vị công tử cũng nhận được tin tức từ Quang Minh Đấu La. Cái này tỷ 1 tỷ đông lại thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Nếu không phải thực lực của Tiểu Phàm đủ mạnh, chỉ sợ là cúng dường á đại. Lần này chúng ta còn muốn nuốt không? Cuộc thi đến đây đã không còn là cuộc thi nữa rồi. Chúng ta cũng đi theo đi. Sao lại tìm thấy tôi vào giờ này? Bây giờ nếu bạn bị phân tâm, một cái bất cẩn có thể sẽ bị chiếm hữu. Đánh vần hình thức lười biếng, ảo ảnh hỗn hợp thứ hai. Hôm nay người chắc chắn sẽ chết. Chuyện gì vậy? Cậu đã làm gì? Đoán xem. Giả vờ đầy đủ, tao đã giết mày. Ninh Hạ, điều này không đúng. Tại sao cuộc tấn công của chúng tôi không hợp lệ với máy tính? Rõ ràng là đang hấp thụ. Chỉ cần chúng ta làm phiền một chút, hắn sẽ đi. Nhưng bây giờ cuộc tấn công của chúng tôi ảnh hưởng đến anh ta. Các bạn không thấy lạ đâu. Anh ơi, ý anh là... Chúng ta đang ở trong một ảo ảnh. Các người cũng ngu quá. Hiện tại mới phát hiện đây là ảo cảnh vương. Diệp Phàm, anh đã làm gì vậy? Dây đàn không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Các người bị tà nhốt trong ảo cảnh. Bây giờ bạn không phải là ảo ảnh. Cậu không nói về lạc đà. Bây giờ tôi không phải là ảo ảnh. Chỉ là hồn hoàn của ta cũng hấp thu xong rồi. Tinh khí mạnh mẽ quá. Lúc trước khi ta hấp thụ hồn hoàn, chắc là các người muốn lợi dụng nguy hiểm của người khác giết ta đi. Nếu muốn giết tôi, đừng trách tôi không khách khí. Ngươi muốn giết chúng ta sao?
Từ xưa đến nay, kẻ giết người chỉ cho phép các ngươi nhân lúc ta không bị giết, ta không cho phép ta giết các ngươi. Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Tại sao em trai tôi lại giết người nhiều như vậy khi còn nhỏ? Gọi Hoàng Võ Hiệp, ngươi ra tay là yêu vật sáu phạm quy tắc thi đấu. Diệp Phàm nói thật, cựu ma của ngươi thật sự coi thường ngươi. Cô nghĩ tôi sẽ quan tâm đến luật chơi sao? So với Biden, anh có hơi quá không? Quang Minh Đấu La hôm nay chuyện này hy vọng ngươi không nên can thiệp. Tiểu Phàm là tôi xem lớn lên, cô nghĩ tôi sẽ không can thiệp sao? Nếu như vậy thì đắc tội với hai người còn chưa ra. Chuyện gì thế này? Hơn một Biden, bạn quà đến với chúng tôi. Sao? Các người muốn liên thủ đối phó với tôi sao? Hay là các người sẽ triệu tập một hội đồng trưởng lão để tước đoạt chức giáo hoàng của tôi? Người biết tình hình võ hồn điện của chúng ta. Hiện tại võ hồn điện của thật không có ai có thể thay thế. Cho nên ta sẽ không tước đoạt vị trí giáo hoàng của ngươi. Vậy hả? Vậy thì tôi có thể mang theo nguyên tắc của mình. Mặc dù ta sẽ không tước đoạt vị trí của ngươi, nhưng anh đã gài bẫy trẻ con suốt thời gian qua. Thậm chí muốn giết hắn, ta sẽ không tha cho ngươi. Cô muốn gì? Tiểu Phàm, bạn muốn gì ở anh ấy? Cha lấy lời của bạn nói thế nào nữa? Ông ấy cũng là chị dâu của tôi. Miễn là anh ấy quỳ xuống và xin lỗi tôi ngay tôi bây giờ. Tôi sẽ để quá khứ qua đi. Em gái của bạn quá kiêu ngạo. Bây giờ anh và em chỉ ở bên nhau bà thước. Với sức mạnh của anh, nếu em muốn chết cùng anh, không ai ngăn được. Bạn có thể thử. Diệp Phàm xin lỗi. Tôi thề với Lý Đông ở đây. Từ giờ trở đi, ngươi chính là thánh nhân của võ hồn điện chúng ta và là người kế nhiệm giáo hoàng tiếp theo. Từ nay về sau, tôi sẽ không chống lại anh nữa. Chị dâu, chị muốn giết tôi. Tôi suýt chết dưới bố cục của bạn. Bạn có thể thề và làm sạch tất cả những điều này không? Vậy bạn muốn gì nữa? Tôi nói quỳ xuống và xin lỗi. Ha ha ha. Trong trường hợp đó, vậy chỉ có tử chiến. Lúc trước là nói đùa với chị dâu. Vậy đổi điều kiện khác đi. Điều kiện gì? Khi tôi trở thành danh hiệu đấu la, xin mời quét dọn thoái vị đi. Cô vẫn khỏe, tôi hứa. Đúng rồi, con cáo kia, đó là đồ đệ của ngươi phải không? Khi chúng ta hấp thụ chức nhẫn linh hồn, họ muốn giết tôi. Chị ơi, chị nói chuyện này nên làm gì? Sư phụ phải tha mạng. Nhân danh giáo hoàng, xin hãy tha cho đại lão. Bài học đó đã đủ chưa? Không đủ, bạn còn muốn gì nữa? Tôi nói rồi, ba người họ vừa cố giết tôi. Nếu muốn giết ta thì phải lấy mạng đối địch. Quét nếu không nỡ động thủ, tôi đã tự sát. Giáo viên không? Đừng giết tôi. Đủ chưa? Cứ như vậy, Diệp Phàm cũng tự nhiên trở thành thành nữ của võ hồn điện. 5 năm trôi qua, dưới sự huấn luyện của 7 vị cung Diệp Phàm cũng trở thành một tên các 65 hồn. Tiểu Phàm, ngươi thật sự muốn rời đi sao? Phụ thân, ta đã tu luyện ở võ hồn điện lâu như vậy rồi, cũng nên ra ngoài luyện tập. Vậy tôi sẽ gửi người đi với anh. Lần này rời đi nếu không có ai, chỉ sợ mỗi trận đều sẽ cô lập bạn. Không cần cha, nếu là đi mặt đất, nếu không có nguy hiểm, thế nào gọi là kinh nghiệm? Ta biết ngươi muốn trả thù Thiên Tông, nhưng với sức mạnh của ngươi vẫn chưa đủ để lay chuyển bọn họ. Làm việc đừng bốc đồng. Cha yên tâm, tôi sẽ từng bước một. Như vậy đi, ngươi theo Tiểu Phàm âm thầm bảo vệ. Được rồi, anh bạn nhỏ, cậu muốn làm gì cứ làm đi. Tôi cũng không xuất hiện làm phiền bạn, nhưng tôi sẽ bí mật bảo vệ cô. Vậy thì cảm ơn chú đã dọn dẹp xong rồi. Cha, con đi đây. Đi đi, trên đường chú ý an toàn. Cuối cùng cũng đến được chỗ này. Không biết sư phụ nghĩ gì.
Rõ ràng có mấy học viện trung cấp trung đoàn sư đều biểu thị muốn tuyển dụng chúng tôi vô điều kiện. Hắn lại không muốn chúng ta đến thi cái kia, ngay cả đẳng cấp cũng không có phân chia đặc học viện. Kỳ thi để tôi làm, nhưng không phải bạn. Ai bảo cô phải đi theo? Thật không có lương tâm. Người ta còn không phải vì ngươi. Dù sao thì cậu cũng sẽ chơi với tôi ở thành phố này trong 2 ngày. Bù đắp cho trái tim nhỏ bé của tôi. Tại sao bạn lại đâm vào tôi và xin lỗi tôi? Rõ ràng là anh tự đâm vào tôi, bây giờ lại trách tôi. Tiểu Ngũ sao thế? Tam ca, tên này đụng phải tôi còn không xin lỗi tôi. Người anh em này, anh đánh ngã Tiểu Ngũ, sao không xin lỗi anh ta? Rõ ràng là hắn đánh tôi trước, tại sao tôi phải xin lỗi? Thằng nhóc, ngươi đụng phải ta còn kiêu ngạo như vậy, ngươi thật sự cho rằng ta tiểu năm dễ bắt nạt sao? Sao? Muốn làm không? Muốn làm thì làm, ai sợ ai? Con trai, con nên đánh Tiểu Ngũ. Hắn động tay trước, tại sao tôi phải đánh anh ta? Như vậy không cần nói nhiều, chỉ có thể chiến đấu. Đường Tam võ hồn đến dẫn cỏ. Sư phụ khí hồn cấp 29 xin hãy tư vấn. Ra tay đi, không phải ngươi thả vũ hồn sao? Không cần. Giang buộc. Tam ca, anh không sao chứ? Tôi không sao. Sao anh lại đánh anh trai thứ ba của tôi? Các người đến tìm tôi làm phiền. Bị thương không phải là bình thường sao? Cậu làm bị thương anh trai thứ ba của tôi. Tôi muốn anh trả gấp đôi. Tiểu Ngũ đừng bốc đồng. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Mày là ai? Ông không cần biết tôi là ai. Lần sau thấy tôi cúi đầu đi. Không dễ dàng. Cũng không có cơ hội đứng lên nói chuyện. Chào bạn, có gì cần không? Cho tôi một phòng. Công tử, bạn đến đúng lúc. Nó chỉ là một căn phòng. Vậy thì cho tôi căn phòng đầu tiên. Tôi nói phòng này chắc là của tôi. Đưa tôi về phòng đi. Con trai, con có bị điếc không? Tôi nói căn phòng đó là của tôi. Thì sao? Nếu là phòng của tôi, vậy thì hãy đi đi. Nếu tôi thua không được, người muốn chết thì ta sẽ giết người. Làm sao có thể? Sao ngươi có thể mạnh mẽ như vậy? Hổ trắng không ngừng. Như một con ruồi. Sóng ánh trăng hổ trắng. Mặc vào đi, anh không sao chứ? Tôi ổn. Chúng ta sẽ xem. Sau đó Diệp Phàm ở lại khách sạn này. Đến nửa đêm Diệp Phàm đột nhiên cảm giác được bên ngoài khách sạn bùng phát ra một ngọn lửa mạnh mẽ. Ngươi là ai? Không ngờ vẫn còn là một đứa trẻ. Cậu định làm gì? Có phải anh đã dạy 2 đứa trẻ trong ngày không? Tốt, tôi đã dạy họ. Chẳng lẽ anh ta là số hiệu? Sao lại đánh nhỏ thì đến? Lão nương muốn báo thù cho bọn họ sao? Tôi muốn hỏi cô bao nhiêu tuổi? 12 tuổi, không ngờ 12 tuổi lại có thực lực mạnh như vậy. Tiểu tử, ngươi dám đón ta một chiêu sao? Sao, ngươi muốn lấy lớn bắt nạt nhỏ sao? Con trai, con phải cẩn thận. Cậu bé ngoan có thể chống lại sự tấn công của tôi. Cô muốn gì? Yên tâm đi, tôi sẽ không đối phó với một đứa trẻ như bạn. Cô chỉ cần nhớ rằng 2 đứa trẻ cô dạy hôm nay là con tôi. Nếu anh không muốn nhớ em. Lời nói đến đây rồi, đừng để tôi tìm cô nữa. Đứa nhỏ có muốn tôi ra tay không? Không cần, chú Thanh Lan. Nếu anh ra tay, danh tính của tôi sẽ bị lộ. Mặc dù hiện tại ta còn không phải là đối thủ của Đường Hạo này, nhưng tôi cũng sẽ bắt anh ta phải trả giá. Tiểu Phàm, cậu muốn đến học viện Bixi làm gì? Bố trí tốt.
Lần này tôi đến để trả thù, nhất định phải chuẩn bị một món quà lớn cho cha con nhà Đường này. Đây là học viện sĩ giấc sao? Xin hỏi tôi có thể thông qua được không? Bạn đến đây, gia đình bạn biết, đều nói có dạy không lớp. Miễn là tôi đáp ứng yêu cầu của học viện, các ngươi không có lý do gì không nói ta. Mộ Bạch dẫn hắn vào. Sao anh lại ở đây? Đây là học viện, tại sao tôi không thể đến? Bạn không có âm lượng trước, tôi không trộn trang ngẫu nhiên. Cô biết ca đó không? Tôi có chút vấn đề với anh ta. Chúng tôi cũng vậy. Thằng nhóc này quá kiêu ngạo, không ngờ lại gặp hắn ở học viện si giết này. Các người cũng có vấn đề với hắn. Chúng tôi đã chiến đấu với hắn. Bạn cũng đi vào. Năm nay có rất nhiều người. Không tệ. Có vẻ như năm nay có rất nhiều quái vật nhỏ. Tên tôi là Triệu Hồ Kỳ. Hôm nay tự mình chơi với các bạn nhé. Thầy Triệu, cái này không thích hợp phải không? Sao bạn học có vấn đề? Bây giờ trưởng khoa không có ở đây, tôi là ông quyết định. Không, ý tôi không phải thế. Không có cách nào, lần này tôi cũng không giúp được các bạn nữa. Không ngờ thầy Triệu lại đích thân ra tay. Nào các cậu, giữ một khẩu súng trong tay tôi và các bạn sẽ vượt qua được. Bảy kho báu chuyển ra có sức mạnh đặt lịch hẹn lưu ly. Ngươi là người của thất bảo lưu ly tông. Tam ca, chúng ta tấn công. Diệp Phàm, sao ngươi còn không ra tay? Tại sao tôi phải ra tay? Bạn có thể thông qua, nhưng hắn không thể. Hóa ra Đường 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 Bất Động Minh Vương cũng nói chuyện không tính lời. Vì cậu không có tinh thần đồng đội, cậu và họ là đồng đội. Trong khi họ đi cùng nhau, bạn đang xem kịch. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa. Một mình ngươi đánh một trận với ta. Sao tôi phải đánh anh? Nếu anh không đấu với tôi, đó là nhận thua. Sẽ không bao giờ đủ điều kiện để gia nhập học viện CZ. Mặc dù vậy, bạn có muốn làm theo ý mình không? Không thành vấn đề. Ngoài ra, tôi không muốn gia nhập học viện CZ. Ngươi không muốn gia nhập học viện CZ? Tại sao ngươi lại đến tham gia kỳ thi? Sao, bạn đi chợ thì nhất định phải mua đồ sao? Con trai, con nói đúng. Nhưng là ngươi không ra ngoài hỏi tử sen ta lão chịu ở trên giang hồ lúc nào giảng đạo lý. Nếu anh ở đây muốn không đánh, cái này bất đắc dĩ. Được rồi, vì anh muốn chiến đấu với tôi, vậy thì tôi sẽ từ bi thỏa mãn bạn. Nhóc, để tôi được, xem sức mạnh của bạn đi. Bạn có biết lửa không? Làm sao có thể? Mày là ai? Sức mạnh này của ngươi căn bản không phải là đại cương thi. Thầy Triệu, võ hồn và hồn hoàn của tôi, thầy cũng nhìn thấy rồi. Ta không phải đại hồn sư thì là cái gì? Nhưng mà đại hồn sư sao có thể có sức mạnh cường đại của ngươi? Có lẽ anh không nên trách tôi quá mạnh mẽ, mà là trách ngươi quá yếu đuối. Vậy thì đừng trách tôi. Hỗ trợ nâng cao. Chàng trai, bạn làm tôi tức giận. Hồn tích thứ 7 võ hồn chân thân. Tác động. Trời ơi, Diệp Phàm lại thắng. Thầy Triệu thắng một cái. Thật đáng sợ. Thật kinh khủng. Bây giờ tôi là cô Triệu đi nghỉ ngơi. Tất cả các bạn đã vượt qua kỳ thi. Diệp Phàm không ngờ người mạnh như vậy. Kiểm soát. Thành tích ẩn giấu của bạn. Diệp Phàm, người đã có cách chết rồi. Tiểu Nam, bạn khỏe hơn chưa? Tôi ổn rồi. Dung Dung sao thế? Vâng. Ninh Dung Dung, anh điên rồi. Ninh Dung Dung, anh làm gì vậy? Đường Tam, cút đi.
Mày đánh tao? Từ nhỏ đến lớn, cha tôi chưa bao giờ đánh tôi. Mày đánh tao à? Rõ ràng là bạn đánh tiểu ngũ trước. Quy định tông chủ tiểu thư đã đến học viện Sizek và thi thành công. Tổ tiên nhỏ này ra ngoài rèn luyện cũng được. Nếu không, trong kính bảo vệ máy sẽ lật lại cho anh ta. Học viện Sizek thế nào? Và cô chủ, anh ta bị đánh. Cái gì bị đánh? Có bị thương không? Là ai đánh hắn? Nó bị bạn học bắt nạt. Bị một gã tên đường tam tác cái gì? Dung Dung ở thất bảo lưu ly tông ngay cả chúng ta cũng không nỡ đánh. Rốt cuộc là ai táo bạo như vậy? Dám đánh Dung Dung. Đệ tử thất bại. Xin hãy trừng phạt. Xem sách mình tức giận. Trong đó có chút hiểu lầm. Hiểu lầm nếu bình thường tập luyện bị thương cũng được. Tôi muốn đi xem ai là người dũng cảm như vậy. Dám đánh vào mặt thất bảo lưu lôi tông của chúng ta. Chu Kiếm, sao cháu không gửi người đi xem thế nào? Không cần, tôi tự đi xem. Tôi muốn xem là ai dám đánh Dung Dung. Thằng nhóc đó không biết nó đã làm gì để tôi hôn mê lâu như vậy. Nhưng cũng không sao, cậu đã gia nhập học viện Sizek. Tập luyện như thế nào sau khi xem xong? Triệu Vô Cực, ai đã ra? Ngươi là ai? Ở nơi nhỏ bé này gặp được Bất Động Minh Vương. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh. Lâu rồi không tập thể dục. Phong hiệu đấu la. Xin hỏi là ai? Lily, đừng đùa với thằng nhỏ nữa. Đã thấy Hao Tiên Mên. Không cần quan tâm, tôi đến để gây rắc rối. Dưới miên ma không biết Triệu Vô Cực trách gì đã đắc tội với dưới miên ma đại nhân. Bạn có thể cho tôi vài phần mì móng không? Đừng nói nhảm nữa, đừng sang một bên đi. Nếu không ngay cả bạn cũng đánh nhau. Triệu Vô Cực, ta cho người một cơ hội. Tôi không cần bạn trả lại thời gian, bạn có thể kiên trì một bức hương trên tay tôi. Tôi sẽ đi ngay. Nếu không, anh phải làm một việc cho tôi. Trời ơi, tôi thực sự không hiểu chỗ nào đã xúc phạm bạn. Bạn có thể nói rõ trước không? Còn cần tôi nói không? Đánh tiểu lão già tự nhiên phải đứng ra, còn công bằng mà làm đi. Ừ. Nói đi, bạn muốn gì ở tôi? Giúp hai người. Giúp hai người. Giúp ai? Đứa con trai xa ngã. Ngoài ra còn có công chúa nhỏ của hang thất bảo lưu ly. Triệu Vô Cực, bạn có hiểu không? Cảm ơn bạn, miễn 10 giờ. Tiểu Tam nằm trống sắp rời đi rồi. Tiểu Tam, ai mà mạnh mẽ như vậy? Có thể âm thầm bổ sung Tiểu Tam đi. Làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ sĩ rất nhỏ bé này còn có những danh hiệu khác tồn tại? Tôi muốn xem ai dám đánh Dung Dung nhà tôi. Cái quái gì thế này? Hơi thở của Dung Dung biến mất. Không biết tiền bối là Phalandasi, phải không? Rất tốt, rất tốt. Tiền bối không biết xảy ra chuyện gì khiến tiền bối nổi tiếng như vậy. Nhà tôi Dung Dung nam ni xí giết học viện, nhưng bây giờ lại lặng lẽ biến mất. Bạn giải thích thế nào? Cái gì? Không phải anh ta đang ở ký túc xá sao? Làm sao có thể biến mất? Vâng, chúng tôi không ở học viện. Nhưng trong học viện còn có những cao thủ khác. Theo lý mà nói, không thể nào có người lặng lẽ đưa hắn đi. Đúng vậy, ngay cả trường sinh linh giả cũng không thể lặng lẽ lấy đi vinh quang của bạn. Đúng rồi, Hạo Thiên Đấu La vừa đến đây. Đừng nói lung tung. Cậu nói gì? Đại Thiên Đấu La. Vừa rồi, vết thương trên mặt tôi đều là do hắn đánh. Đường Tam Đường Hạo. Thì ra là vậy. Nếu như dung hợp có bất kỳ ba dài hai ngắn, học viện Sizek cũng sẽ chôn cùng hắn. Tiểu Phàm, cậu cũng nên nói xem chuyện gì đang xảy ra chứ. Chú Thanh Nhi, ngươi không muốn nhìn thấy thanh kiếm đấu la của Hạo Thiên Đấu La và tình nguyện viên thất bảo này ai mạnh ai yếu sao? Ha ha ha, tôi sẽ nói chị dâu của bạn đến ngôi trường tồi tệ này làm gì? Hóa ra là như vậy.
Chúng ta tìm một chỗ trốn đi xem kịch là được. Tiểu Tam, ngươi làm sao vậy? Không sao. Anh trai nằm xuống, thì ra là anh. Không ngờ Hạo Thiên Đấu La biến mất nhiều năm lại xuất hiện ở cái xít rất nhỏ bé này. Ngươi là Kiếm Đấu La Thần Tinh. Đúng vậy, chính là Lão Phu. Ta không ngờ đường đường Hạo Thiên Đấu La cũng sẽ sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Đường Hạo, anh đã làm gì với Dung Dung nhà tôi? Muốn lặng lẽ cướp người từ học viện Sizzix. Ngoại trừ danh hiệu Đấu La, không ai khác có thể làm được. Nhưng cách học viện Sizzix này vài dặm chỉ có một danh hiệu là Đấu La. Cậu làm tất cả chuyện này phải không? Người hồ máu. Kể từ khi bạn thừa nhận, vậy thì chịu chết đi. Đây là thực lực của Kiếm Đấu La sao? Quả nhiên rất mạnh. Người cũng không yếu, nhưng người nhất định sẽ thua ta. Hồn tích thứ 7 võ hồn chân thân. Vạn kiếm về tông. Nay thơ sâu. Tu di lớn. Tiền bối đắc tội rồi. Không hổ thẹn là huyền thoại Hạo Thiên Đấu Lược, rất mạnh. Chân thành tiền bối, sao chúng ta không bỏ cuộc? Làm thế nào để từ bỏ? Ngươi đối xử với nhà ta như vậy, cô nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc sao? Chẳng lẽ là tiền bối cho rằng tất cả những chuyện này đều là do tôi làm? Không phải bạn còn ai nữa. Tôi muốn biết tại sao tiền bối lại chắc chắn rằng tôi đứng sau chuyện này. Cái này còn cần hỏi sao? Dung Dung và Đường Tam cãi nhau. Đường Tam còn đánh Dung Dung nhà tôi. Không phải anh. Còn ai có thể lặng lẽ đưa họ ra khỏi Si Lê? Ngài khác học viện chẳng lẽ cho rằng ta sẽ vì thế giới của trẻ em mà ra tay với đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Không phải sao? Chỉ sống sót. Hạo Thiên Tông vì bạn bị liên lụy, ngươi lại không dám đứng ra. Vậy Triệu Vô Cực chỉ là kiểm tra con bạn thôi. Bạn đi dạy cho người ta một trận. Ta không ngờ đường đường Hạo Thiên Đấu La lại là tiểu nhân như vậy. Tôi ngưỡng mộ bạn là người lớn tuổi. Nhưng nếu tiền bối kiên trì vô hạn, vậy thì tha thứ cho sự thô lỗ của thế hệ trẻ. Ta thành tâm còn không đến mức sợ tiểu bối ngươi. Không, đây chắc chắn là một cái bẫy. Chú Thanh Sơn, Đường Hạo đã bị thương, tiếp theo sẽ tha cho bạn. Không thành vấn đề, dạy một bài học là được rồi. Cái này Đường Hạo đến lúc đó tôi sẽ tự tay giải quyết. Hạ Thiên Đấu La vì sao đi lại lo lắng như vậy? Mai là ai? Sao lại ngăn tôi lại? Nhiều năm rồi, không ngờ Hạ Thiên Đấu La lại trốn ở đây. Mai là ai? Cô không cần quan tâm tôi là ai, cô chỉ cần biết là có người muốn cô chết. Ý định giấu kín của tôi không phải là kết hôn thì kết hôn. Ngươi thật sự nghĩ ngươi có thể ngăn được sao? Rất mạnh. Mày là ai? Ngươi không giết ta sao? Ngươi sẽ có người đến cưới ngươi. Tiểu Phàm, sao ngươi không để ta trực tiếp giết hắn? Đủ rồi. Còn lại chuyện khi ta trở thành phong hiệu đấu la sau khi tự nhiên sẽ đi tìm hắn thanh lý.
bạn sẽ làm gì tiếp theo? Ta tạm thời còn phải trở lại Caesar học viện. Người đã bố trí thành công rồi, tại sao còn muốn trở lại học viện Caesar? Nếu tôi không quay lại, chẳng phải học viện Caesar biết tôi đã làm tất cả sao? Biết rồi thì sao? Chẳng lẽ chúng ta còn sợ hắn cái này nhỏ bé Caesar thanh nhi thúc thúc? Võ hồn điện điều tra nhiều năm như vậy, biết vị trí của Hạo Thiên Tông không? Năm đó Hạo Thiên Tông làm rất tuyệt, hắn đã giết tất cả mọi người trong làng, cắt đứt mọi manh mối. Võ hồn điện đến nay vẫn chưa tìm thấy dấu vết của Hạo Thiên Tông. Tôn giáo khó tìm. Nhưng là Đường Hạo cha con hẳn là biết Hạo Thiên Tông 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 tế, cho nên sau này ta có thể sẽ thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh Đường Tam. Đừng để họ nghi ngờ tôi, được chứ? Mọi người có biết chuyện gì xảy ra đêm qua không? Không biết đêm qua vì sao chúng ta ngủ rất chết. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi nghe nói lúc ban ngày Đường Tam và Lê Mân Dung xảy ra xung đột. Có lẽ thật sự là do Hạo Thiên Đấu La kia làm. Hạo Thiên Đấu La hẳn là không đến nỗi động thủ với tiểu bối đi. Mặc dù anh ta đã lấy đi Ninh Long, nhưng cũng không hại hắn. Cái này Hạo Thiên Đấu La không phải là người đói bụng cỡ nhỏ. Làm sao có thể đánh tôi như thế này? Có thể là Diệp Phàm không? Dù sao hắn một đại hồn sư lại có thể đánh bại Triệu lão sư. Tiểu tử kia mặc dù có chút vất vả, nhưng không thể nào. Tối qua Mạnh Dung và Đường Tam mất tích, lúc tôi đi kiểm tra phòng ngủ, Diệp Phàm cũng ngủ như những người khác. Không thể là hắn. Tôi thấy phần lớn là sân bay Hạo Thiên Đấu La tiểu du. Không có vấn đề gì, chuyện này cứ thế này đi. Một bên là Hạo Thiên Đấu Đầu, một bên là Thất Bảo Lưu Lệ Tông, chúng ta đều không chọc nổi. Vô Cực, bạn đi tìm Đường Tam và Ninh Dung Dung kia để hòa giải một tôi chút. Tôi đi xem Diệp Phàm này. Làm sao có thế? Với tốc độ này tuyệt đối không phải là một đại hồn sư có được. Đó là bởi vì bạn chậm như một con rùa. Thằng nhóc, đừng kiêu ngạo. Mày là ai? Thôi đi, muốn đánh thì đánh. Báo Tuyết. Cái gì? Năm hồn chân thân. Sáu cơn bão tuyết. Phụ kiện năm vòng. Nếu dám đến tìm ta phiền toái, vậy thì các người phải trả giá. Xin đừng giết chúng tôi. Bây giờ nói chuyện này hơi muộn rồi. Hôm nay các người tới đây tìm ta phiền toái, chẳng lẽ còn muốn ta tha thứ cho các người sao? Chúng tôi không biết Thái Sơn, xúc phạm bạn, chúng tôi không bao giờ muốn giết anh, chúng tôi chỉ muốn kiểm tra khả năng của bạn. Phải không? Đúng vậy. Chúng tôi không có ý xấu, chỉ muốn kiểm tra khả năng của cậu thôi. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi, nhưng tôi rất thù hận. Các người như vậy muốn ta tha cho các người, làm ơn đừng giết chúng tôi. Sau này chúng ta nguyện ý phụng ninh làm tôn, làm trâu hay ngựa đều được. Ha 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 ha. Cha mẹ là một trò đùa. Giác như các bạn cũng xứng đáng. Vậy bạn nói phải làm gì? Từ giờ hai người sẽ là chó của tôi. Đường Tam học viện các người có động thái gì cũng phải nói cho ta biết. Và miễn là bạn có mệnh lệnh của tôi, bạn phải tuân theo. Bất cứ điều gì. Nếu các người dám phản bội ta, một trong hai người đã giết kẻ phản bội. Được rồi, các cậu có thể đi. Hạo Thiên Tông cách ta báo thù các người lại gần hơn một bước rồi. Chú Thanh Sơn. Tiểu Phàm, cậu làm gì vậy? Ta sắp xếp một vài lá cờ ở Caesar. Ta gần đây thời gian này chuẩn bị bế quan tu luyện. Ảnh hưởng đến đám cưới cấp 70 lại là chú Lao Thanh Sơn rồi. Hai tháng trôi qua, Diệp Phàm cũng ở đây. Mình nỗ lực hạ hồn lực thành công đến cấp 70. Thanh Song chú, xin chú gửi tin nhắn về tông môn giúp con tìm hai người giúp đỡ. Ta muốn săn lùng linh thú 100.000 năm. Tiểu Phàm, chiếc nhẫn hồn thứ 7 của ngươi chuẩn bị gắn thêm hồn thú 100.000 năm sao? Không tệ, chiếc nhẫn linh hồn thứ 7 là thân thật của năm linh hồn. Rất quan trọng. Cho nên tôi chuẩn bị đính kèm vòng linh hồn 100.000 năm. Người hấp thụ linh hồn hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng anh cũng biết, 100.000 năm này hồn thú đều sinh ra linh trí, bọn họ đều là sự tồn tại của bá chủ trong khu rừng lớn này. Nếu chúng ta đi với sự phô trương lớn, chúng sẽ trốn. So với chúng tôi, họ quen thuộc hơn với Sitaphosa Si. Nếu họ trốn, chúng tôi muốn tìm và khó khăn của nó.
Chú Thanh Lam, xin hãy yên tâm. Các ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm giúp ta tấn công giết chết linh thú 100.000 năm này. Còn về cái này 100.000 năm hồn thú, tôi sẽ tìm thấy nó. Ba ngày sau, người của Si Dực tiến vào khu rừng lớn, mà Diệp Phàm thì là không xa không gần đi theo phía sau bí mật lên. Tiểu Diệp lâu như vậy không gặp, tôi không nghĩ vậy. Chú ơi, chú đến rồi. Tôi và chú ếch của bạn, chú sư tử đang ở đây, họ đang ẩn nấp trong rừng. Khi bạn tìm thấy con thú trở về 100.000 năm, họ sẽ tự nhiên xuất hiện. Bạn thực sự có thể tìm thấy 100.000 năm trở lại, đến thăm chủ, xin hãy yên tâm. Tôi chắc chắn có thể tìm thấy 100.000 năm tái chế. Được rồi, chúng tôi sẽ chờ tin tốt của bạn. Sinh nhật tôi. Có gì không? Đưa con rắn trên tay mày ra đây. Tại sao? Bà nội đã giết hắn. Cút. Cái này đến chưa? Ta tân khổng lồ. Người đã giết tiểu năm. Anh ba, anh không thể chết được. Làm ơn đừng bỏ lại tiểu ngũ. Tiểu tử, ngươi lại giết tiểu ngũ trong ảo thuật, ngươi phải chết. Sáu cơn bão tuyết. Chỉ là một đầu 10 vạn năm hồn còi cũng dám bắt nạt nhà ta tiểu phàm phàm phàm. Quái vật dám làm hại chúng ta, tiểu phàm muốn chết. Tiểu phàm, ở đây giao cho các chú là được. Cô đi chữa bệnh đi. Hơi thở sinh mệnh của Nhĩ Minh làm sao có thể yếu đến như vậy? Có phải là danh hiệu con người không? Không được, tôi phải đi xem một chút. Tiểu Phàm nhanh chóng bổ dao đi. Lúc này hắn bị thương nặng không thể di chuyển. Nhân loại đồn trú, tôi không được phép mê mẩn Hạo Minh và Tiểu Ngũ. Bây giờ bạn đã ra ngoài rồi, muốn cái này thì không có ích gì đâu. Ta có thể cân nhắc không giết nhị dân. Giờ tôi cho anh một cơ hội. Bạn là bấy tự động làm vòng linh hồn cho tôi, hay là ngoan ngoãn để tôi giết? Hãy để tôi là chiếc nhẫn của bạn. Mơ không chỉ vậy, ta sẽ tự tái giết người. Hồn tích thứ 6 từ ngày cháy lửa. Thằng nhóc con người hèn hạ lại tấn công. Tao sẽ giết mày. Muốn giết tiểu đại gia của chúng ta, dường như anh không để chúng tôi vào mắt. Tiểu Phàm, bạn nhân cơ hội này kết thúc hắn. Nhân loại ta cho dù tự bạo cũng sẽ không để các người lấy được hồn hồn cốt của ta. Nhanh chóng tăng cường đầu ra hồn lực, không thể để anh ta tự nổ tung. Tiểu Phàm, nhanh lên. Thời gian trôi nhanh, thời gian trôi nhanh. Ba ngày đã trôi qua kể từ khi đối đầu với hai linh hồn thú Thiên Thanh Lưu Mãng và Ta Tân Khổng Lồ. 83. Diệp Phàm hấp thu hai đại trăm ngàn năm hồn hoàn hồn ma hồn lực cũng đến cấp 83. Và trạng tiếp theo của hắn chuẩn bị đi đến kho báu tự nhiên trong rừng hoàng hôn, băng lửa hai đêm. Tiểu Phàm, cậu không sao chứ? Yên tâm đi, ta đã hấp thu thành công hai cái này 10 vạn năm hồn hoàn. Không sao đâu, vừa rồi trạng thái của bạn thật đáng lo ngại. Chúng tôi không dám làm phiền bạn. Tiểu tử ngươi mỗi lần hấp thụ hồn hoàn đều làm cho mình thảm hại như vậy. Miễn là anh không sao, điều này chúng tôi cũng yên tâm rồi. Làm mấy ông chủ lo lắng. Đúng rồi, Tiểu Phàm, ngươi đã dụ hai hồn thú 10 vạn năm này ra như thế nào? Ba vị thúc thúc, các ngươi không nhìn ra cô gái kia cũng là hồn thú sao? Thì ra cô gái kia cũng là một con hồn thú trăm vạn năm. Hắn luôn ở trên mạng lưới thế giới loài người. Lúc đó trực tiếp nắm lấy cô bé không phải là đơn giản hơn? Bắt được hắn thì làm sao dẫn hai hồn thú này ra được? Vậy bây giờ có muốn giải quyết hắn một thùng không?
không cần đến lúc đó đánh tôi còn có tác dụng khác nữa. Ha ha ha, chàng trai của bạn. Làm sao có thể? Đại Minh Nhị Minh sao lại chết? Sao họ chết được? Không, không ai trong số này là thật. Đứng dậy và nói với tôi điều này không đúng. Ai đã giết các người? Ta nhất định phải báo thù cho các người. Anh trai thứ ba và anh nếu trai không thứ các bạn về đi, tôi muốn chơi đùa với Tiểu Phàm. Chú Quang Minh, chú phải ở lại. Lâu rồi không đi du lịch trên thế gian này. Bên cạnh bạn thật thú vị, tôi tự nhiên muốn ở lại xem một chút. Tiểu Phàm bằng hữu mau nói cho ta biết vì sao không giết Đường Tam. Giữ một kẻ thù như vậy là một vấn đề lớn. Trước hết, Đường Tam là con trai của Đường Hạo. Tôi tin chú Quang Minh nhất định sẽ biết. Thứ hai, giữ lại Tiểu Ngũ. Đường Tam nhất định sẽ đến cuộc thi linh sư ưu tú. Đợi đến khi bọn họ tới trận chung kết đến Võ Hồn Điện, nhân cơ hội dùng thân phận linh thú vạn năm của Tiểu Vũ để thách thức chuyện này. Đường Hạo hắn còn có thể nhìn con trai hắn chết ở trước mắt hắn sao? Lúc này ta lại dùng chút thủ đoạn nhỏ làm chân bông của Hạo Thiên Tông là dễ dàng như lòng bàn tay. Vậy làm sao anh có thể chắc chắn đội của CZ sẽ vào chung kết? Theo tôi biết, họ thậm chí không có thủ tục chính thức. Hãy để một mình vào đến trận chung kết. Bác ơi, đừng lo lắng nữa. Mặc dù họ CZ rất tuyệt vời, nhưng các học viên bên trong đều là những thiên tài. Về trình độ, họ sẽ có cách. Đi thôi, điểm dừng tiếp theo, Sunset Fogacy. Thằng nhóc này. Tiểu Phàm, hóa đơn độc ở đây dường như là do chất độc cũ của độc cô bá Na thiết lập. Cô làm gì ở đây? Bác ơi, bác vào là biết rồi. Ồ, lại là hai đêm băng lửa được ghi lại trong bộ sưu tập của Võ Hồn Điện. Các người là ai? Đến đây làm gì? Không biết tại sao Đại La lại đến đây. Độc Cô Bác, người đến vừa vặn, sau này mảnh đất này sẽ là Võ Hồn Điện của chúng ta. Các người Võ Hồn Điện hành động có độc đoán như vậy không? Kho báu đất có người có năng lực biết bạn thắng đất này chúng tôi không cần nữa. Chú mày để lại mạng mày đi. Tiểu Phàm, chú Quang Minh vừa hấp thụ hết hồn hoàn. Thử sức mạnh của mình xem. Con trai, con cũng khỏe. Con trai, sức mạnh của con rất mạnh. Nhưng đừng đánh giá thấp bất kỳ ai. Chất độc của anh dường như không có tác dụng với tôi. Thằng nhóc phá hoại cánh đồng thuốc của bà già. Ta muốn mạng ngươi. Thời gian linh hồn thứ 8 đông đặc kỹ năng xương linh hồn đầu của Medusa. Không thể nào. Tiểu Phàm Phàm, thực lực hiện tại của ngươi lại có thể dễ dàng chém giết một vị phong hiệu đấu la. Sau khi trở về, hãy làm tổn thương vị trí giáo hoàng với đại cống phụng. Chú Quang Minh, tiếp theo, thu hoạch các loại thảo mộc trưởng thành. Tôi cũng cần sử dụng nước suối này để chiết xuất. Thời gian tu luyện luôn dài và trôi nhanh. Trước mắt đã là 3 tháng sau, hồn lực của Diệp Phàm cũng đến thế kỷ thứ 9. Tiểu Phàm à, không ngờ ở tuổi này của bạn đã bước vào cảnh giới chuẩn phong hiệu đấu la rồi. Trên lục địa này phòng trừng không ai có thể sánh được với thiên phú tu luyện của ngươi. Cảm ơn vì đã ghé thăm lời khen của chú. Đi thôi, rời khỏi cung điện lâu như vậy rồi, đến lúc về với cha rồi. Ba ngày sau, Diệp Phàm và hai vị khách trở về cung điện và chia cỏ tiền cho các bạn để cúng dường và thảo luận về dấu hiệu lên ngôi giáo hoàng với Lưu Ký. Ogao, bây giờ còn chưa phải lúc ngươi kế thừa ngôi giáo hoàng. Dù sao, trận chung kết cuộc thi hồn sư ưu tú sắp bắt đầu ở Võ Hồn Điện chúng ta rồi. Các đội vào chung kết đang trên đường đến đây. Lúc này đổi giáo hoàng không phải là để người ta xem xong trò đùa Võ Hồn Điện sao? Cho nên đợi sau khi cuộc thi hồn sư kết thúc, ta sẽ để cho BCB Đông tuyên bố thoái vị. Bạn sẽ kế nhiệm giáo hoàng tiếp theo. Các đội tham dự vòng chung kết đang trên đường đến. Có nghĩa là, người phụ nữ kia bây giờ rất có thể đang ưu đãi cho người tiền nhiệm cũ và tiểu cương của anh ta. Đi xem kịch đi.
Được rồi, thưa cha. Tôi sẽ báo cho người phụ nữ kia. Đứa trẻ này đi theo xem có gì sai không. Ngươi là ai? Giáo hoàng ở bên trong trước mặt những vị khách quan trọng không được vào. Tôi nói với anh là tôi không có con. Tiểu Tam, đệ tử này tôi coi như con trai. Nếu anh ấy gặp tai nạn, ta sẽ trả thù võ hồn điện bằng mọi giá. Trả thù anh. Hơi thở không nhỏ sao, cái cấp 29 phế vật đại hồn sư lại có thể nói ra bạo phủ võ hồn điện những lời như vậy. Diệp Phàm, anh làm gì ở đây? 29, đây có phải là ủ đai với đại hồn sư cấp 29 này không? Có vẻ như tôi đến không đúng lúc. Cậu muốn gì? Cha ta muốn người tuyên bố ta là giáo hoàng sau khi cuộc thi hồn sư kết thúc. Được rồi, tôi biết rồi. Không sao, xin hãy trả lời. Người đã nói xấu võ hồn điện chúng ta. Tôi muốn mang đi, anh dám có gì không dám đến. Mang đi. Thả Ngọc Tiểu Cương ra. Đừng tưởng rằng có thiên đạo lâu ủng hộ ngươi thì ta không dám động đến ngươi. Uy nhã của danh hiệu đấu la. Thì sao? Bạn không thả Tiểu Cương, thiên đạo lưu sẽ không vì một thiên tài đã mất mà làm phiền tối chứ. Hơn một hơn đông, bạn đủ rồi. Tôi nói với bạn, mặc dù hàng ngàn gia đình chúng tôi xấu hổ với bạn, nhưng bạn không thích làm điều đó với Tiểu Phàm. Ta đánh vần khuôn mặt cũ này của ta cũng muốn cắt giết ngươi. Tiểu Phàm, đi thôi. Sau khi trận chung kết kết thúc, anh hãy từ chức đi. Sau một tháng thi đấu, cuộc thi hồn sư ưu tú cũng đã đến chung kết. Đội võ hồn điện do nghệ sĩ Diệp Phàm lên đầu với CZ7 Vương Miện. Đội vô địch cuộc thi Elite hồn sư lần này là đội Vũ Hồn Điện. Ngoài ra, tác phẩm này từ trước giáo hoàng do thánh tử Diệp Phàm của võ hồn điện đảm nhiệm. Các trưởng lão, hạ học viện tên là Tiểu Vũ. Một đóa hoa cúc, một tiểu quỷ cũng dám ra tay tìm chết con trai. Đương Hạo, mấy cái này co đầu co đôi vương bắt đầu la rốt cục chịu xuất hiện rồi. Tiểu Tam nhìn rõ rồi. Đây mới là thiên hạ tập thứ nhất võ hồn hảo thiên búa uy lực chân chính. Làm hài lòng bạn. Người phụ nữ ngu ngốc này. Võ hồn điện, em yêu. Cha, Diệp Phàm, con không biết con đã chọc giận cha ở đâu, tại sao cha nhất định phải giết con? Diệp Phàm, giữa ta và ngươi của thật có vấn đề. Nhưng đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Tại sao anh lại phải giết cha tôi? Kể các bạn nghe một câu chuyện. Đã từng có một người mang theo hồn thú vợ của mình ở trong võ hồn thành không biết muốn làm cái gì. Kết quả bị giáo hoàng võ hồn điện phát hiện. Sau đó, giáo hoàng của võ hồn điện bắt đầu vây quét đại hồn thú. Kết quả là giáo hoàng của võ hồn điện bị thương nặng. Sau này, tông môn mà người đó thuộc về lo lắng về sự trả thù bắt đầu sống ẩn dật. Nhưng giáo phái đó sợ rằng những ngôi làng xung quanh sẽ tiết lộ tung tích của họ. Vì vậy, họ đã tàn sát một số ngôi làng xung quanh. Họ nghĩ rằng làng của Đồ Lộc sẽ không ai biết. Nhưng làm sao họ có thể nghĩ rằng họ đã để lại một tia lửa? Bây giờ các ngươi hiểu tại sao ta muốn giết Đường Hạo rồi chứ? Lúc trước người đó chính là Đường Hạo. Vợ anh ta là cô Lam Ngân Hoàng. Mà cái kia đồ thôn tông môn chính là Hạo Thiên Tông. Và đó là tôi, Diệp Phàm. Bây giờ ngọn lửa năm đó đã bùng cháy dữ dội. Tôi không chỉ nhắm vào số họ của bạn, mà là tất cả những gì liên quan đến Hạo Thiên Tông đều sẽ bị ngọn lửa dữ dội này của ta thiêu rụi hết. Diệp Phàm, ngươi nói ta là kẻ thù của ngươi phải không? Được rồi, tôi sẽ ở lại. Nhưng bạn có thể thả những người khác không? Giờ anh có lựa chọn không? Diệp Phàm, anh phải làm sao mới chịu bỏ cuộc? Rất đơn giản, ta muốn người của Hạo Thiên Tông của ngươi chết hết, kể cả con trai cô, để tôi đưa cô lên đường. Diệp Phàm thông qua thiên phú nuốt chửng của thiên thần chặt, lọc ra những thứ vô dụng trong đầu Đường Hiệu, nhớ là muốn tìm được Hạo Thiên Tông. Trước tiên phải đến Nguyệt Tuyên tìm được Đường Nguyệt Hoa. Nhưng trước đó, anh ấy có thể đi tìm gì? Lại đi thu lãi. Tại sao Diệp Phàm lại muốn giết cha tôi? Tiểu Vũ, đến lượt cậu, bạn có muốn đưa tiền mặt cho tôi không? Tôi có thể cân nhắc tha cho Đường Tam và những người khác. Miễn là tôi hiền tế. Bạn sẽ tha cho ba người phải không? Vậy tôi sẽ hiền tế. Tiểu Ngũ không cần, Tiểu Ngũ. Theo thời gian,
Sự hy sinh của Tiểu Ngũ kết thúc, Diệp Phàm hồn lực cũng đột phá đến cấp 92. Bắt Tăng Sơn lại cho tôi. Làm ơn, giáo hoàng. Đừng giết hết. Thả Tăng Ca ra được không? Cha của anh thứ ba đã bị anh giết rồi. Tiểu Ngũ cũng đã trở thành linh hồn của người. Ninh Phong Trí, con gái anh làm tôi rất khó chịu. Minh nào đó gian hàng tên là Ngô Phương còn xin giáo hoàng đại nhân giơ tay cao quý. Như vậy đi, tôi cũng không làm khổ các bạn. Chỉ cần các người thất bảo lưu ly tông từ hôm nay trở về lập võ hồn điện chúng ta. Vậy hôm nay mọi người đều có thể rời đi an toàn. Nếu không chỉ có thất bảo lưu ly tông của Cổ Long mới có thể tồn tại được bao lâu. Diệp Phàm, đừng lừa dối người quá nhiều. Vậy hả? Ninh tông chủ, ngươi còn có thời gian thực tập. Nếu không, tôi không thể chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra với con gái anh. Nhớ dùng võ hồn Mặc Khải. Chào buổi sáng, bạn có thể kiếm của ngươi nhanh hơn cũng không nhanh bằng ta bẻ cái cổ mềm mại. Không tin bạn có thể thử xem. Cơ hội chỉ có một lần. Ta Ninh Phong Chí dùng võ hồn kỵ sĩ thất bảo lưu ly tông từ hôm nay trở đi quy thuận võ hồn điện. Nếu bị kết án võ hồn tan vỡ và cái chết. Chu Kiếm quay lại giải thích cho con. Tên là Hoàng Niên Hạ, bạn có thể trả lại con gái của Lâm cho tôi không? Còn chưa được, Kiếm Đấu La bên cạnh người vẫn chưa lên thế. Diệp Phàm, Chu Kiếm làm theo lời ông ấy nói đi. Tôi cầu xin anh. Ông Kiếm. Ta Trần Hân lấy võ hồn khai sự, từ hôm nay trở đi không bao giờ phản bội thất bảo lưu lê tông. Nếu không võ hồn tan vỡ mà chết. Trần Tinh, Trần Tinh, lúc này còn chơi chưa với tôi. Nhưng mà, mục đích tôi muốn cũng đạt được rồi, trả lại cho bạn. Những người khác chờ thêm đi. Khi mọi người nhanh chóng rời đi, cuộc thi yêu tú của Văn cũng đã kết thúc. Sau đó Diệp Phàm liền bắt đầu tiếp nhận giáo hoàng báo hiệu cho Ngọc Tiểu Cương kêu Diệp Phàm bị giết. Hơn một hơn đồng tức giận, chiến tranh sắp xảy ra. Diệp Phàm, tôi đã làm theo lời anh nói rồi, thả Ngọc Tiểu Cương ra rồi. 29. Người cấp 29 đó lên đây. Mau thả Tiểu Cương của tôi đi. Tiểu Cương, cậu không sao chứ? Diệp Phàm có phía đông mà ở đây, không phải anh ngoan ngoãn thả tôi ra sao? Tiểu Cương. Diệp Phàm, ngươi dám giết Tiểu Cương của ta. Liên tục hai lần khiêu khích chúng ta võ hồn điện để lại hắn toàn bộ thi thể đã không tệ rồi. Nếu ngươi giết Tiểu Cương, vậy thì chôn cùng đi. Đến ngươi cũng có thể đi chết. Màu đất hỗn hợp gai. Báo tuyết. Cánh đồng chết chóc, cánh đồng giết thần rút lui. Cánh đồng thiên thần xà ngã. Động cơ từ giáo hoàng điện. Tiểu Phàm sẽ không đánh nhau với Bích Nhất Bích Long chứ? Các đại cung phụng phong tỏa võ hồn điện đi ra kỳ tích. Tôi đi xem chuyện gì đã xảy ra. Hai lĩnh vực nhưng hai. Xương sống thứ 7. Linh hồn thứ 8. Đó là quyền của anh. Nhưng mà... thân thật của thiên thần. Cuộc gọi của viên ngọc linh hồn thứ 3. Bánh xe lửa. Sau đến ghế ánh sáng tím. Triển lãm thân tròn tư nhân không gian hồn tích thứ 6. Thiên thần môi trường thứ 8 là ngày. BB Zong, nếu bạn chỉ có những thủ đoạn này, mày có thể chết. Một kiếm này ta muốn, xem ngươi còn có thể dùng cái gì nữa. Ngươi bán hàng và dừng lại. Cha cho con một lý do để không giết ông ấy. Cha, con biết những chuyện vớ vẩn mà anh trai con đã làm hồi đó. Nhưng nếu là như vậy, không đủ để bảo vệ tính mạng của hắn. Diệp Phàm có bản lĩnh thì giết ta. Thằng con hoang mà mày nhặt được đến giết tao. Ngươi không thể giết hắn. Bạn chưa đạt được điều kiện. Thiên đạo lưu, đừng cho tôi giả vờ. Tôi xem rồi sẽ làm. Điều kiện tốt phải không? Phụ thân võ hồn điện vốn là sản nghiệp của ngàn nhà ta. Cung cấp tài nguyên tu luyện cho hắn thức tỉnh võ hồn. Đây là một mạng. Hắn lại đem tài liệu lịch sử của võ hồn điện chúng ta, kiến thức lý thuyết của vô số tiền bối và tài liệu quý giá của hàng ngàn gia đình được tiết lộ cho Tiểu Cương. Đây cũng là một mạng. Cô muốn nói gì?
hay mạng ngươi sinh tiểu tuyết. Còn nữa, mấy năm nay ngươi quản lý võ hồn điện của thật mạnh hơn trước, cho nên hai mạng này ngươi trả lại cho võ hồn điện. Nhưng nếu ngươi muốn rời khỏi võ hồn điện như vậy, vậy tu sáo và võ hồn của ngươi thì lưu lại đi. Không, Diệp Phàm, anh không thể làm thế. Tu sáo này là do tôi cố gắng tu luyện. Những chiếc nhẫn này cũng là ta liều mạng săn giết, ngươi không có quyền làm như vậy. Cha, đây là bản sao của con. Giáo hoàng điện việc đều giao cho hắn xử lý là được. Tôi phải tiêu hóa cơ hội trong thời gian này. Nửa năm trôi qua nhanh thôi. Các loại thảo mộc kết tủa trong cơ thể Diệp Phàm và hồn lực của Bích Nhất Bích Đông đều bị hấp thụ hết. Hồn lực cũng tới 95 cân. Đã qua nửa năm rồi, không biết bên ngoài thế nào. Trước tiên đi tìm anh Ngân thu một chút lãi suất. Bên này là màu xanh bạc vàng phải không? Tương tự như cỏ bạc xanh thông thường phải không? Nghe nói màu xanh bạc vàng có cỏ dại thổi không hết. Tên đẹp của gió xuân thổi lại sinh, lấy lại để nghiên cứu. Nếu không phải anh và Đường Hạo, tôi cũng không đến mức bị hủy hoại gia đình. Cả nhà các người cũng sẽ không bị rơi vào. Như vậy là Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Tông. Sắp đến lượt anh rồi. Nguyệt Tiên Đường Nguyệt Hoa chờ ta. Tiếp theo là anh. Từ sau khi Đường Tam từ võ hồn điện đi ra thì hoàn toàn bị hắc hóa. Ngay cả võ hồn cũng biến dị thành hắc ám nan ẩn thảo. Thông qua liên tục hút hồn lực và tinh huyết của hồn sư để nâng cao cấp bậc hồn lực của mình. Đây là thủ đô giết chóc sao? Ban đêm võ hồn điện các người chờ cho ta. Ta sẽ hút hết các người. Chào mừng đến với kinh đô giết chóc. Nguyệt Hiên Đường Nguyệt Hòa rất giỏi chọn địa điểm. Nói với Đường Nguyên Hoa, hãy để anh ấy gặp tôi. Ngươi là ngươi, không cần quan tâm ta là ai. Gọi cho Đường Nguyên Hoa là được. Bạn muốn tìm giáo viên làm gì? Mày là ai? Xin vui lòng chờ một chút. Xin hỏi tại sao anh lại giết học sinh của tôi? Đường Nguyệt Hoa nói cho tôi biết Hạo Thiên Tông ở đâu. Mày là ai? Bạn muốn tìm kiếm Hạo Thiên Tông làm gì? Ta là tân giáo hoàng Diệp Phàm của Võ Hồn Điện. Tìm kiếm ngươi Hạo Thiên Tông là vì báo thù. Cái gì? Anh trai rác rưởi của anh, Đường Hạo, đã bị tôi giết rồi. Làm sao có thế? Anh Hào, anh ấy là danh hiệu đấu la. Làm sao có thể bị ngươi giết chết? Xương hồn tổ tiên của Hạo Thiên Tông, tao sẽ giết mày. Một cái ngay cả hồn hoàn đều không có hấp thu phế vật còn muốn giết ta. Nếu anh không chịu nói, tôi sẽ tự đến lấy. Diệp Phàm biết được vị trí của Hạo Thiên Tông trong trí nhớ của Đường Nguyệt Hoa, còn biết được vị trí của tứ đại gia tộc phụ thuộc của Hạo Thiên Tông trước đây. Suýt nữa thì quên mất bốn con kiến nhỏ. Mặc dù thoát khỏi Hạo Thiên Tông, nhưng gãy xương và gân. Để không gây thêm rắc rối, cứ thuận tay tiêu diệt đi. Tu La Vương, ngươi phải suy nghĩ cẩn thận. Mở đường địa ngục đi, anh không quay lại đâu. Sau vài tháng, Liên Phàm sắp xếp các trưởng lão của cửa hàng võ hồn dẫn đội đi tiêu diệt tất cả các tông môn phụ thuộc của Hạo Thiên Tông. Mà hắn lại là một mình đi đến Hạo Thiên Tông. Ngươi là ai? Đến ta Hạo Thiên Tông làm gì? Đây là Hạo Thiên Tông sao? Thật là hèn nhát. Mày là ai? Tại sao phải xông vào ta Hạo Thiên Tông? Võ hồn điện tên là Hoàng Diệp Phàm, chính là các ngươi Hạo Thiên Tông giết người. Đứa trẻ kiêu ngạo quá. Ta Hạo Thiên Tông khai tông đế phái nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy một người kiêu ngạo như bạn muốn mạnh sùng ta. Thật can đảm, hôm nay nhất định sẽ dạy người chết không có chỗ chôn. Thất trưởng lão này tiểu tử kiêu ngạo như vậy, không cần bạn ra tay trước. Mua trước đi. Chính là tiểu tử như thất trưởng lão còn không cần ngài ra tay. Ngươi lại đuổi kịp người của chúng ta. Ngươi là thất trưởng lão của Hạo Thiên Tông, vậy thì anh cũng có thể chết. Tiêu đề đấu la, làm sao có thể? Làm sao có thể là danh hiệu đấu la? Ngươi rõ ràng còn trẻ như vậy. Hạo Thiên Tông bảy trưởng lão, bạn chỉ là khởi đầu. Tiếp theo toàn bộ Hạo Thiên Tông sẽ xuống cùng bạn. Tôi không muốn giết tôi.
Diệp Phàm giống như sát thần phụ thể, dấu vết xác chết ở khắp mọi nơi, từ bên ngoài phía đông của Hạo Thiên đến bên trong phía đông của Hạo Thiên. Số. Con trai, dù con là ai, tao sẽ giết mày. Giết mày đi. Tao sẽ xé xác mày ra từng mảnh. Ha 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 ha. Hôm nay tao tới chính là muốn để cho các ngươi Hạo Thiên Tông trả giá. Mày là ai? Chúng ta Hạo Thiên Tông cùng ngươi có ân oán gì? Võ Hồn Điện giáo Hoàng Diệp Phàm. Còn về chuyện giữa anh và tôi, bạn còn nhớ ngôi làng mà bạn đã tàn sát khi bạn chuyển đi không? Phải, tôi may mắn không chết trong vụ tai nạn đó. Cho nên ta tự nhiên muốn đến tìm các người đòi mạng. Nini là tàn tích của năm đó. Làm sao có thế? Làm sao có thế? Sao anh còn sống? Bây giờ mày biết rồi, mày có thể chết. Ta không thể để ngươi giết người của ta nữa. Con trai, hãy cùng ta chết đi. Tôi đã nói trước mặt tôi, anh không có quyền tự báo cáo. Diệp Phàm, ta muốn giết ngươi. Giết mày đi. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Hạo Thiên Tông của các ngươi. Hôm nay trời, tông tướng gà chó không giữ lại. Thời thế thay đổi, Diệp Phàm đang không ngừng dùng lực lượng tín ngưỡng thu thập được để chuyển hóa hồn lực thành thần lực, đã đột phá đến cảnh giới của Á Thần, hướng tới phương hướng tự sáng tạo thần uy. Cha Tiểu Phàm, lần này đến đảo Hải Thần, còn chắc chắn bao nhiêu? Lần này đảo Hải Thần ta nhất định phải thắng. Cha xin hãy nói thẳng. Tiểu Phàm, Hải Thần đảo có thể không đi không? Từ sau khi tiêu diệt Hạo Thiên Tông, Diệp Phàm bắt đầu mở rộng thế lực Võ Hồn Điện. Hai đế chế lớn về cơ bản đã bị nuốt chửng, ngay cả cá chết lưới rách súng khí cũng không có. Lần này đi Hải Thần đệ nhất để thống nhất đại lục chuẩn bị, hay là thăm dò báo đường tan từ kinh đô giết chóc đi ra, đến thành Han Ha và biến mất. Diệp Phàm chỉ có thể cảm thán Tu La Hải Thần hai lão hồ ly vì người thừa kế không từ thủ đoạn nào. Nhưng những thứ này cuối cùng đều sẽ trở thành vợ của Diệp Phàm. Sáng sớm hắn đã định chờ đường tan thành thần, trực tiếp nuốt chửng tất cả thần lực của đường tan. Lý do Tiểu Phàm, Hải Thần đảo không so với hai đại đế quốc và ba đại tông môn, đó là một nơi kỳ diệu thực sự. Lấy được đảo Hải Thần với sức mạnh hiện tại của ngươi là dễ dàng, nhưng chọc giận vị thần kỳ đó với thực lực hiện tại của ngươi có thể không đáng được một chiêu. Cha biết tính cách của con, nếu là như vậy không đủ để gây ấn tượng với nếu tôi, không có gì khác, xin vui lòng quay lại, đến lúc đó còn xin lưu bà xê xì một mạng. Dù sao tôi và anh ấy cũng từng có một khoảng thời gian vui vẻ. Được rồi, ông già đừng tự lừa dối mình nữa. Người khác không biết bạn còn không biết sao? Thế thôi, ngày mai tôi sẽ đưa các chủ đến đảo Poseidon. Người chịu trách nhiệm canh giữ Võ Hồn Điện là được. Diệp Phàm suy đoán viện trợ hiện tại đường Tam hẳn là đã đến đảo Hải Thần rồi. Bởi vì chuyển đến lưu không đi, cho nên cùng với 6 vị cung phụng khác của Võ Hồn Điện lên thuyền từ bến tàu Hãn Hải Thành đến đảo Hải Thần để tìm đường Tam luyện pháp. Nhân loại phong hiệu hai cái vạn năm hồn nhẫn. Vũ hồn song sinh, hắn đến để giết tôi. Các tộc nhân từng ngất xỉu cùng với bổn vương xóa bỏ danh hiệu nhân loại kia. Là một cái xa lạ cực hạn đấu la, nơi đó hình như là nơi ở của ác ma Hồ Kinh Vương. Có phải là mang theo dự phòng săn lùng vòng linh phải hồn đi không? Hỏi thăm Hải Long Tiểu Bạch. Dữ liệu điều tra danh tính của tên vô danh cực đấu la kia, không được để cho vị cực hạn đấu la kia đối với Hải Thâm Đạo tâm sinh ác cảm. Ta đến lúc giải quyết vua ma thuật biển sâu rồi. Danh hiệu đảo Hải Sâm và ma hồn cá mập trắng lớn. Tuyệt vời, tuyệt vời, những linh hồn độc ác làm ông nhiễm biển cả này đã chết rồi. Hải Long cơ hội tốt không mất nữa. Vua cá voi sát thủ đã chết. Sức mạnh chiến đấu cao cấp của cá voi sát thủ cũng đã chết. Bây giờ mảnh. Ta sẽ tiêu diệt những con cá voi sát thủ đang chạy trốn.
Không, tuyệt đối không. Sao có linh cảm xấu vậy? Mày là ai? Tại sao lại giết chúng? Đó là bài kiểm tra cho người thừa kế Hải Sâm tiếp theo. Cô là Park Seo-si, tôi đến đây để tìm người báo thù. Đừng cản tôi, cậu nghĩ đây là biển sao? Tôi không còn là đối thủ của anh nữa. Park Seo-si, tôi sẽ chỉ cho bạn cách viết 4 chữ này. Thiên thần võ hồn, ngươi là hậu nhân của ngàn gia tộc. Không, võ hồn của ngươi không giống võ hồn thiên thần. Mày là ai? Thậm chí còn tìm người của võ hồn điện. Chính cơn bão tuyết. Uy lực của thanh kiếm kia lại có thể làm tổn hại đến quyền trượng của thần biển. Vật thánh được truyền lại từ chức thế hệ này sang đường thần đều không làm phải tránh đòn tấn công của thanh kiếm đó. Tôi còn phải hấp thụ sức mạnh của đại dương. Dấu vết đầu tiên. Đối phó ngươi còn không cần dùng vũ hồn thứ hai của ta. Cậu nghĩ cậu vẫn đang ở đỉnh cao. Thứ hai hồn tích vô tận hải tàng. Cánh đồng thiên thần xa ngã. Đi luyện thêm vài năm nữa đi. B, kết thúc rồi. Còn đi luyện thêm vài năm nữa là Mi Bo Sexy ảo đồng. Cậu là Diệp Phàm, trả mạng cha tôi và Tiểu Ngũ, tao sẽ giết mày. Tula, người thừa kế của chúng ta. Tôi biết rồi, bạn làm sạch sẽ hơn một chút. Thần giới ủy ban bên này ta muốn sửa trước. Tula, đồ đệ già của ngươi coi ta như chạy việc. Chỉ là một vị nhỏ dám giết vợ truyền thừa, người đáng chết. Tương lai bất tận của vương quốc thần biển. Cánh đồng thiên thần xa ngã. Thiên thần là trời. Tốt lắm. Thủ thuật này chắc chắn bạn không thể chấp nhận được. 13 tập hợp một vị thần và chết vào lúc hoàng hôn. Mày dám giết tao, mày cũng không sống nổi. Thần Tula nhìn thấy Hải Thần và Đường Tam sau khi chết. Ben muốn trở nên tục tĩu. Kết quả thần giới ủy ban phát hiện Tula tự mình phóng Hải Thần hạ giới. Trực tiếp nhốt Tula thần. Vài tháng sau, Diệp Phàm cuối cùng cũng thống trị đại lục Đấu La. Hãy để toàn dân tôn thờ Đức Tin. Hãy để hắn thành thần. Đức Tin chỉ đến mức có thể thành thần. Diệp Phàm mặc dù thành thần, nhưng thành tựu còn hơn thế.